Okay, um, welcome back all the pastors and missionaries again. Uh, một lần nữa xin hoan nghênh tất cả quý đầy tớ của Chúa đã quay trở lại hội thảo của chúng ta hôm nay. Uh, it is my great honor to introduce the speakers uh, for today. Tôi rất là vinh dự khi được giới thiệu với quý vị uh, diễn giả của chúng ta buổi sáng hôm nay. Susan Sutton is the international, international director of WEC International. À, bà Susan Sutton là giám đốc quốc tế của tổ chức truyền giáo Wake International And she was a missionary in, in Africa à, bà và chồng đã phục vụ Chúa uh, trong vai trò là giáo sĩ ở tại uh, uh, ở Châu Phi She'll be speaking on the four pillars of spirituality today Buổi sáng hôm nay bà sẽ nói về bốn cái cột trụ ở trong đời sống thuộc linh để giữ cho đấng Christ là trung tâm của sứ mạng. Please welcome with a big clap. Yeah, chúng ta chào đón bà Susan với một tràng vỗ tay. Okay, Thank Hannah, you. it's your time to interpret for Susan. Okay, Thanks. Hannah. Thank you. We, we can do this. It's a joy to be with you. It really is such a joy. Uh, I think most of you who know WEC International uh, Đây là một vinh dự của tôi khi mà được uh, ở đây cùng với quý vị. Uh, tôi hy vọng rằng là uh, đa số quý vị ở đây đều đã biết về uh, tổ chức WEC International. You understand that when we have a couple in leadership Both members of the couple, the husband and wife, are leaders. So it's important for you to understand that my husband Louis is international director, and I am with him as international director. So uh, we are together in this role. À chính vì vậy tôi uh, rất là hân hạnh để giới thiệu uh, chồng của tôi là ông Louis, ông là giám đốc của tổ chức. Uh, và tôi đứng cùng với uh, chồng trong chức vụ này, chúng tôi cùng nhau uh, phục vụ trong uh, vai trò là lãnh đạo của tổ chức. And we had the joy of being in Vietnam for several times and have met some of you. Uh, và chúng tôi đã có cái hân hạnh được uh, đến thăm Việt Nam một vài lần trước đây và cũng đã được gặp một vài đầy tới Chúa ở đây ạ. And we are very excited about what God is doing in the church in Vietnam calling you now to be a part of his work in the world. Và chúng tôi rất là háo hức để nhìn xem công việc của Chúa làm tại đất nước Việt Nam cũng như là đang giấy lên những con người để có thể làm sáng danh Ngài hơn nữa.

uh through the powerpoint as well. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ ph phần uh, trình chiếu để cho quý vị cũng có thể cùng tôi theo dõi. The term missional spirituality is an interesting phrase, isn't it? À uh, thuật ngữ đời sống thuộc linh hướng về sứ mạng là một thuật ngữ rất là thú vị phải không ạ? Some of you know what this means. Others might ask what is missional spirituality? Why use this phrase? Một vài quý vị ở đây có thể đã biết về cụm từ này, nhưng một số cũng có thể sẽ thắc mắc vì sao lại sử dụng thuật ngữ này. Isn't everything we do in the church and missions spiritual? Chẳng phải là mọi thứ mà chúng ta làm liên quan đến hội thánh và các tổ chức truyền giáo thì đều đã mang tính thuộc linh sao? So why are churches and missions talking about missional spirituality today? Vậy thì vì sao uh, các hội thánh và các tổ chức truyền giáo ngày nay lại nói về một cụm từ đó là sứ mạng và đời sống thuộc linh. This phrase comes from an awareness of a danger. Cụm từ này được đi ra từ một nhận thức rằng có một mối nguy cho chúng ta. There is a danger for those of us whose lives are dedicated to ministry. Có một mối nguy cho những người chậm hiến cho chức vụ uh, sứ mạng. And that danger is that we can easily become ministry centered rather than Christ centered. Và mối nguy đó là khi mà chúng ta lấy một vụ làm trung tâm cho đời sống của mình thay vì lấy đấng Christ làm trung tâm. I think many of you understand what this means. Tôi tin rằng có nhiều quý vị ở đây hiểu được điều này có nghĩa là gì. We can become busy with the ministries that God has given us to do. Chúng ta có thể trở nên quá bận rộn cho những cái công tác mục vụ mà uh, Đức Chúa Trời giao cho teaching, training, bible studies như là dạy dỗ, huấn luyện hoặc là những cái lớp học kinh thánh. Leading a prayer meeting or even a, a worship service. Uh, dẫn dắt uh, những cái cuộc uh, những buổi cầu nguyện cũng như là những uh, buổi thờ phượng Chúa. And so, our mind is focused on doing the best we can in our ministries, and our focus then becomes more on the ministry and less on Christ himself. and over time we become so busy that we Forget to nurture our own walk with Christ. Và khi chúng ta quá bận rộn, tập trung vào công việc thì chúng ta quên đi việc uh, nuôi dưỡng chính đời sống tâm linh của chúng ta. Some of you are with uh, một vài quý vị ở đây có thể uh, không biết về uh, ông uh, Oswald Chambers.

Và đó là khi mà cái sự cầu nguyện chỉ trở thành là đã trở thành là một trong những cái hoạt động trong cái lịch trình của chúng ta. When prayer becomes one more thing to schedule in the program and less our own vital connection with the Lord. Khi mà sự cầu nguyện chỉ là một trong những cái hoạt động cần phải lên lịch chứ không còn là sự kết nối thật sự quan trọng giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. When Bible study becomes what we do to teach others rather than coming to the word for God to speak into our own lives. Khi mà chúng ta uh, học kinh thánh chỉ để với mục đích là dạy người khác hơn là để thực sự uh, lắng nghe tiếng Phán của Ngài cho chính đời sống của mình. And we are so busy bringing others to Christ, which is important, but we... less and less come to Christ for ourselves. Và chúng ta quá bận rộn đem những người khác đến với Chúa. Đây là một công tác quan trọng nhưng rồi chúng nhưng mà chúng ta đã không còn um, thực sự đến với Ngài một cách cá nhân. And so without even realizing it our own walk with Christ can die on the altar of ministry. Và như, chính như vậy thì dần dần trong vô thức thì chúng ta sẽ uh, đánh mất đi chính sự tôn kính của uh, chúng ta dành cho Đấng Christ. So, spirituality then is a reminder to those of us in ministry in church and in mission. Chính vì vậy, thuật ngữ đời sống thuộc linh hướng về sứ mạng là một sự nhắc nhở cho chính chúng ta những người ở trong hội thánh và những người đang phục vụ Chúa. And the reminder is never forget. What we do, our ministry, always flows from who we are, our life in Christ. Và lời nhắc nhở ở đây đó chính là những điều mà chúng ta làm uh, trong những cái mục vụ của chúng ta phải xuất phát từ việc rằng chúng ta là ai trong Đấng Christ. Now you can search online uh, because many uh, missiologists. um churches use this term today. Uh, quý vị có thể uh, tìm kiếm uh, trên mạng hiện giờ uh, rất là nhiều uh, hội thánh đã sử dụng cái thuật ngữ này. I like this explanation. Và tôi uh, rất là thích cái cái phần giải thích này. So Hannah, I'm going to read the whole quote and then you um read it or just Speak it in uh, Vietnamese. The church is called to live its life outward, going and engaging others with the good news of the gospel. But that is a spiritual calling because it requires dying to self and living for Christ. As we go and make disciples, we continue to develop our spiritual dependence upon Christ. sống đời sống hướng tới cộng đồng, ra đi và kết nối mọi người với tinh lành về phúc âm. Đó là một sự kêu gọi thuộc linh vì nó đòi hỏi sự chết của cái tôi và sống cho đấng Christ. Khi chúng ta đi ra và môn đồ hóa, chúng ta tiếp tục phát triển sự phụ thuộc về thuộc linh của mình vào đấng Christ. And I would say that this danger is especially true for those of us who have known Jesus for a long time và tôi muốn nói rằng cái mối nguy hiểm này đặc biệt sẽ dễ ảnh hưởng đến những hội thánh hay là những tổ chức có lịch sử lâu đời and it is especially true for churches and missions that have been in existence for a long time like the Christian and Missionary Alliance and WEC International as a mission và uh, Điều đó đặc biệt uh, đúng cho những cái tổ chức lâu đời, đặc biệt ví dụ như là những uh, cộng đồng truyền giáo hoặc là uh, như chính tổ chức WEC. WEC began in 1913. À uh, đã được uh, bắt đầu từ năm 1913. So more than 100 years old. Uh, đã có hơn 100 năm uh, lịch sử. And now we have nearly 2,000 missionaries serving in every region of the world. Hiện nay, chúng tôi đã có gần so we have an organization to maintain and develop. Như vậy chúng tôi có một tổ chức để uh, duy trì và phát triển. We have members to care for and to help be effective. We have leaders to train. Chúng tôi có những nhân sự để có để làm công tác chăm sóc và cũng như là duy trì cái tính hiệu quả và chúng tôi cũng có những cái lãnh đạo để huấn luyện. And it can be very easy to focus on the structure Chính Vì vậy sẽ rất là dễ để chúng tôi trở nên quá tập trung vào việc duy trì những cơ cấu tổ chức những hoạt động của tổ chức thay vì là vào chính uh, cái đời sống thuộc linh. So keeping Christ at the center of all we do is very important for us chính vì vậy lấy đấng Chris làm trung tâm của mọi sự chúng tôi làm đây là một cái điểm hết sức là quan trọng. We have a document called the core of WEC. Chúng tôi có một cái văn bản gọi là giá trị cốt lõi của WEC. Some of you are already familiar with it. một vài quý vị ở đây có thể là đã biết về điều này. We make this available to anyone who would like to know about WEC as a mission or who would like to join us. Chúng tôi chia sẻ cái điều này cho những ai um, uh, muốn biết và tham gia vào tổ chức WEC. It's a statement of who we are, our core values and our principles. Đây là một uh, lời tuyên xưng về việc chúng tôi là ai và những cái nguyên tắc cơ bản của chúng tôi a strong thread runs throughout the core có một sợi chỉ uh, xuyên suốt uh, các giá trị cốt lõi của chúng tôi and that thread is christ and the holy spirit và sợi đó sợi chỉ đó chính là đấng christ và đức thánh linh and this is evident from the very first statement in the core document và đây là câu nói đầu tiên Uh, trong uh, uh, văn bản về giá trị cốt lõi This is a declaration. Sorry. This is a declaration. We declare this. Uh, đây chính là lời tuyên xưng của chúng tôi. Christ is the head of WEC International. We live as His servants and are committed to seek His will in all aspects of life and service. Đấng Chris là đầu của Wack International. Chúng tôi sống như những người đầy tớ của Ngài và cam kết tìm kiếm ý muốn Ngài trong mọi khía cạnh của cuộc sống và chức vụ. So we have a leader, Christ. Như vậy chúng tôi có một thủ lãnh chính là Đấng Chris. And we have an identity, servants of Christ. Và chúng tôi có một danh tính đó là đầy tớ của Đấng Christ. Now like any organization, has leaders. my husband and I are international directors uh, và cũng như tất cả các tổ chức khác thì chúng tôi đều có những lãnh đạo như bản thân chồng tôi và tôi đều là những uh, giám đốc của tổ chức We have area directors. chúng tôi cũng có những giám đốc của vùng We have team leaders và chúng tôi có những lãnh đạo của đội nhóm But everyone who joins WEC knows. Nhưng mà bất cứ ai tham gia vào Wck đều biết rằng.: No matter what title a person has, um, bất kể là chức danh nào mà một người có.: The head of Wck is Christ.: Thì đầu của Wck vẫn là đấng Christ. And all of us, we are his servants. và tất cả chúng tôi là đầy tớ của ngài. We have a vision. Chúng tôi có một khải tượng. Our vision is to see Christ known, loved and worshipped by the unreached peoples of the world. Đó là để thấy Đấng Christ được biết đến, yêu mến và thờ phượng bởi những dân tộc chưa được chạm đến trên thế giới. So it is not about WEC as an organization. It is about Christ. Chính vì vậy mọi thứ không phải là về uh, WEC một tổ chức mà tất cả là vì về đấng Christ. And we have a commitment. Và chúng tôi có một cam kết. There is a way we want to live. Có một cách sống mà chúng tôi muốn uh,

himself or herself to living a certain way that keeps Christ at the center. Chính vì vậy, những ai tham gia vào web đều um, cam kết chính mình để sống theo một cách mà để lấy đấng Chris làm trung tâm của đời sống. The four pillars of WEC are core to the way we seek to live in order to honor Christ and fulfill our God-given mission bốn trụ cột của Quét là cốt lõi trong cách chúng tôi nỗ lực sống để tôn vinh Đấng Christ và hoàn thành sứ mạng mà Chúa giao cho. And again, here we affirm that everything we do, the mission God has given us, must come from a life that honors Christ. Và một lần nữa ở đây chúng tôi nhấn mạnh rằng mọi việc mà chúng tôi làm đều phải đi ra từ một đời sống mà lấy đấng Christ làm trung tâm. And we also know this life is only possible through Christ. We recognize that these, the four pillars, holiness, faith, sacrifice, fellowship, are possible only through the indwelling Christ and transforming work of the Spirit. Và chúng tôi biết rõ rằng đời sống này chỉ có thể thực hiện được là nhờ vào đấng Christ, chúng tôi nhận ra rằng những cái điều này, bốn trụ cột của quét đó là uh, đức tin, sự thánh khiết, sự hy sinh và sự thông công, để chỉ có thể thực hiện thông qua sự cư ngụ của đấng Christ trong chúng tôi và qua công tác biến đổi của Đức Thánh Linh. So the first pillar, faith. Christ is the foundation of faith. Và ở trụ cột thứ nhất là đức tin thì đấng Christ chính là nền tảng của đức tin. We declare God is worthy of our absolute trust. We are totally dependent on him as the supplier of every need in our lives and ministries. We trust him to fulfill his revealed purposes despite opposition, difficulty and apparent impossibility. Chúng tôi công bố rằng Đức Chúa Trời xứng đáng để chúng tôi tin cậy tuyệt đối chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào ngài là đấng chu cấp mọi nhu cầu trong đời sống và mục vụ của chúng tôi chúng tôi tin cậy ngài hoàn toàn hoàn thành những cái mục đích ngài đã mặc khải bất kể những sự chống đối khó khăn và rõ ràng là không thể Now, we deliberately write this way we do not say we absolutely trust in Christ và chúng tôi uh, viết những điều này chúng tôi không nói rằng chúng tôi Uh, chắc chắn tin tượng, tin cậy vào because we understand ourselves, sometimes our faith is not what it should be. Uh, bởi vì chúng tôi biết rằng đôi What we say is, God is worthy of our absolute trust, and the focus is on

Chúng tôi tin rằng quyền năng của phúc âm để biến đổi cuộc đời của mọi người đến từ mọi niềm, mọi nền văn hóa và bối cảnh. We believe in the power of the Holy Spirit to accomplish God's purpose and build his church. Chúng tôi tin rằng quyền năng của Đức Thánh Linh để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời và xây dựng hội thánh Ngài. We believe in the ability of the Holy Spirit to reveal God's will and purpose to His people, and this is key as they earnestly seek Him. Và chúng tôi tin rằng năng lực của Đức Thánh Linh để uh, chúng tôi tin vào năng lực của Thánh Linh để bày tỏ ý muốn của Ngài và mục đích của Đức Chúa Trời cho dân con dân Ngài khi họ tìm kiếm Ngài hết lòng. And we believe the power of God to supply every need.

in uh, your own churches in wec as a mission we have many examples of god's faithfulness throughout the years và uh, tôi tin là trong chính hội thánh của quý vị cũng như là trong tổ chức vách chúng tôi có rất nhiều cái lời chứng uh, về uh, quyền năng của đức chúa trời trong đời sống của chúng ta from our own experience when my husband and i were serving in africa Uh, từ chứng những kinh nghiệm của chúng tôi khi mà chúng tôi phục vụ Chúa ở châu Phi. Our team felt God gave us a vision for a ministry. Chúng tôi cảm nhận uh, đội của chúng tôi cảm nhận được rằng là uh, Chúa kêu gọi chúng tôi xây dựng một cái uh, trung tâm. We worked for uh, we worked among Muslims and it was very very hard. And resistant people to work with. Chúng tôi đã làm việc trong giữa vòng những người đạo hồi và rất là khó khăn để có thể uh, lay động tấm lòng của họ. But God gave us a vision for a learning center, a library. Uh, nhưng Chúa đã cho chúng tôi một cái khải tượng về một uh, trung tâm uh, đào tạo, một uh, thư viện. This was a library for students to come and we would also from time to time show videos of the gospel. Đây là một thư viện để mà các uh, học sinh sinh viên có thể đến và ở nơi đó thì uh, đôi lần chúng tôi sẽ chiếu những cái video về phúc âm. And over time we felt God leading us to purchase land so we could build our own learning center, and not have to rent from local uh, Muslims. Và theo thời gian thì Chúa cho mặc khải cho chúng tôi rằng chúng tôi sẽ uh, mua một mảnh đất để xây chính cái trung tâm uh, học thuật của mình thay vì rằng là phải thuê từ những cái người chủ là những người đạo hồi. So there was a property in town. We felt God was leading us to to buy it, but we had no money. và như vậy có một cái mảnh đất ở trong thị trấn mà chúng tôi cảm nhận rằng là Chúa uh, đang muốn dẫn dắt chúng tôi để mua and the owners of the property did not want to sell it to Christians và người chủ của mảnh đất này thì không muốn bán nó cho những người uh, Cơ đốc but we trusted God we prayed for two years praying for the money to come and for the land owners to be willing to sell và như vậy là chúng tôi đã tin cậy vào Chúa chúng tôi liên tục cầu nguyện trong 2 năm uh, để uh, để cầu nguyện cho số tiền uh, có đủ số tiền để mua cũng như là tấm lòng của người chủ uh, sẽ sẵn sàng bán cái mảnh đất này cho chúng tôi and there were many challenges many um uh, walls we had to break through To get this land. And at one point, another woman on our team and I felt God was leading us to walk around the property that was for sale. For seven days, we walked around the property and prayed, Lord, give us this land. Uh, và vào một cái thời điểm thì có một um, người uh, uh, nữ thành viên trong đội cùng với tôi cảm nhận rằng là Chúa đang muốn chúng tôi uh, sẽ đi bộ vòng quanh cái mảnh đất mà Ngài đang gọi chúng tôi mua trong vòng 7 ngày. Every year our team gets together for a conference. Và mỗi năm thì uh, đội của chúng tôi cùng học lại với nhau trong một cái kỳ hội thảo.

Và khi đó thì chúng tôi đã nhận được một tin đó là người chủ của mảnh đất đã quyết định là sẽ bán nó cho một người khác. And we were stunned. Và chúng tôi hết sức là kinh ngạc. Had we heard wrong? Liệu chúng tôi có nghe sai về điều này hay không? Did we misguide leading? Liệu chúng tôi có uh, lỡ uh, đã nghe sai về những điều mà Chúa đang dẫn dắt chúng tôi hay không? We believed God was giving this land, but now a closed door. Chúng tôi đã tin tưởng rằng là Chúa đã cho giao cho chúng tôi mảnh đất này nhưng mà lúc này đã là một You can imagine how discouraged we were. khi này thì một cánh khi cánh cửa đã đóng và các quý vị có thể cảm nhận rằng chúng tôi thất vọng như thế nào. But we decided to um let go of our schedule for the day of conference and give the day to prayer and fasting. Và thế là chúng tôi đã quyết định rằng là hủy bỏ mọi cái hoạt động ờ uh, trong ngày hôm đó và chỉ tập trung vào ờ uh, cầu nguyện với Chúa. And we were asking God, how do you see this? What do you want us to do? Và chúng tôi đã hỏi Chúa rằng ờ uh, ngài nhìn thấy điều này là như thế nào? Uh, ngài muốn chúng tôi phải làm gì. And at the end of this day of prayer and fasting as a team unanimously we believed God was telling us you have you will have this land. Và vào cuối ngày uh, kiên ăn cầu nguyện đó thì chúng tôi uh, trong một sự hiệp nhất đặc biệt như một chúng tôi đều cảm nhận rằng Chúa nói rằng ta sẽ cho uh, cái con mảnh đất này. So with a closed door, but with faith, we left conference, believing God would be true to His word. Um, như vậy đứng trước một cánh cửa đã đóng nhưng với đức tin thì chúng tôi um, rời khỏi buổi hội thảo với một cái niềm tin chắc chắn rằng là đức Chúa trời sẽ thành tín với lời của ngài. And just one week later, we had the news. and và chỉ một tuần sau thì chúng tôi đã nhận được một tin tức đó là người uh, chủ đất uh, sẵn sàng uh, đã thay đổi cái ý ý định của ông ấy và sẵn sàng bán mảnh đất này cho chúng tôi một đời sống theo đức tin uh, nhận thức rằng là chúng ta đang sống ờ uh, với hai cái thực tế. There is the physical reality of the world and what we experience. Ờ uh, đầu tiên là một thực tế về thuộc thể khi mà chúng ta đang sống trên thế gian này, những gì đang diễn ra trên thế gian này. And for that was a closed door, very closed, firmly closed door for us. Và ờ uh, trong thực tế này thì là đó là một cánh cửa đóng, một cánh cửa đóng rất chặt cho chúng tôi. But faith also sees God's reality and those are his promises. Nhưng đức tin cho chúng ta thấy một uh, thực tế khác trong uh, trong đến trong chính cái sự thành tính của Đức Chúa Trời. And faith moves forward as God leads. Và đức tin tiến về phía trước khi mà Chúa Trời dắt. And faith believes that God's work is not determined by circumstances, but by the great and precious promises in His Word. What does faith look like in our ministries and our relationships? Vậy thì đức tin trông như thế nào trong các mục vụ và mối quan hệ của chúng ta? Faith looks like God's servants humbly bowing before him in trust. Đức tin được thể hiện khi mà những đầy tớ của Chúa uh, một cách khiêm nhu cúi đầu trước Ngài và cầu nguyện. Faith-filled servants are praying servants. Tinh, um, là những đầy tớ, đầy đức These are pictures. Oh, sorry, Hannah. Are you finished? Yeah, yeah, yeah I finished. Okay. These are pictures from various WEC conferences, different ones, where people are coming together before the Lord in prayer, crying out, not in fear, but in faith. Uh, những hình ảnh được chiếu ở đây uh, là được uh, trích từ những cái cuộc hội thảo khác nhau, những buổi hội họp khác nhau. Uh, khi mà những cái khi mà các đầy tớ Chúa cùng uh, hiệp lại và đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Uh, I'm reminded of the words of a man named S.D. Gordon. Và tôi được nhắc nhở về một đầy tớ Chúa tên là S.D. Gordon. He wrote a book called Quiet Talks on Prayer. Và ông đã viết một quyển sách tựa đề là những nói, cuộc nói chuyện thầm lặng về cầu nguyện. And he said, Và ông ấy đã nói rằng, the greatest thing anyone can do for God and man is pray. Điều tuyệt vời nhất mà bất cứ ai có thể làm cho Đức Chúa Trời và con người đó là cầu nguyện. It is not the only thing prayer is not the only thing but it is the chief thing. Uh, sự cầu nguyện đó không phải là điều duy nhất nhưng mà đó là điều quan trọng. The great people of the earth today are the people who pray. Những con người vĩ đại nhất trên trái đất này nay là những người cầu nguyện.

nhưng mà ý của tôi đó là những người dành thời giờ để cầu nguyện. And so in the core document of WEC is this statement about prayer. Chính vì vậy trong văn bản về những giá trị cốt lõi của WEC thì chúng tôi có câu nói này. Prayer is a priority and integral to everything we do. Cầu nguyện là một việc ưu tiên và không thể thiếu trong mọi sự chúng tôi làm. So faith does not cry out in fear. Faith cries out in I mean, faith. Cries out in faith. Uh, chính vì vậy, um, đức tin không phải là sự uh, kêu cầu trong sự sợ hãi mà là sự kêu cầu trong uh, sự tin cậy Chúa. Let's move on. There is another pillar that is important to us, the pillar of holiness. And uh, Christ uh, is the motivation for our holiness. Là động lực cho sự thánh khiết. The introduction to this pillar says God is holy. He has created us in His image. Our desire is to please him in every part of our lives, through the power of the Holy Spirit. Đức Chúa Trời là thánh và đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Ngài, và mong ước của chúng tôi là làm hài lòng Ngài trong mọi phần của đời sống nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. And there are again four statements of what this means. Và một lần nữa có bốn câu nói để làm rõ cái điều này.

đời sống thánh khiết chỉ có thể thực hiện được qua sự hiệp một của đấng Christ qua sự chết và phục sinh của Ngài. Holiness of life is evidence of a spirit-filled life. Đời sống thánh khiết là bằng chứng của một đời sống đầy dạy đức thánh linh. And holiness of life is essential for an effective witness to the gospel. Và một đời sống thánh khiết là điều cần thiết để làm chứng hiệu quả cho phúc âm you know as missionaries um we we see quite often how we live speaks more loudly to the people than uh than even what we teach à uh, và là những uh, những nhà truyền giáo thì chúng tôi uh, thường xuyên thấy được những gì uh, rằng thấy được rằng là cái cách chúng tôi sống sẽ nói lớn tiếng nhất với những người mà chúng tôi đang cố gắng chạm đến I said that when we were in Africa we worked among Muslims, a very resistant people. Uh, và tôi đã chia sẻ rằng là khi mà chúng tôi làm việc phục vụ Chúa ở châu Phi ở quốc gia là Chad, chúng tôi làm việc giữa vòng những người hồi giáo là những người rất là chống đối. There was a missionary who worked in the town where we lived. Uh, có một vị giáo sĩ uh, làm việc uh, ở một cái thị trấn uh, mà chúng tôi sinh sống. But he was there before we arrived. Um, thì ông đã ở đó ngay He would often go to the marketplace to talk with people.: There was one Muslim leader who was very, very hostile to this missionary. Uh, thì có một cái vị uh, lãnh đạo hồi giáo ở trong khu vực này ông rất là um, khó khó chịu rất là, là bạo lực với cái chính cái người uh, giáo sĩ này this man would stop the missionary in the marketplace and argue with him uh, thì cái vị lãnh đạo này sẽ thường chặn cái người giáo sĩ ở trong giữa chính phố chợ này và bắt đầu uh, cãi cãi với lại người giáo sĩ. He treated him with contempt. Ông đối xử với vị giáo sĩ với thái độ khinh thường. Sometimes he would threaten the missionary. Và thậm chí là đôi khi uh, cái người lãnh đạo này còn đe dọa người giáo sĩ nữa. But the missionary in return would always treat this man with respect. Nhưng mà đối lại với thái độ đó thì vị giáo sĩ luôn luôn đối xử với cái người lãnh đạo này uh, với một cái sự tôn trọng. He would greet him in a friendly way. He would ask about his family and his work. Ông sẽ chào hỏi cái người lãnh đạo này uh, theo, với một cái thái độ rất là thân thiện, hỏi thăm về gia đình, về công việc. He would seek to find ways he could bless this man và ông tìm kiếm những cái cách khác nhau để có thể uh, chúc phúc cho người đàn ông này. And so in return for hatred the missionary would show love and respect. Và chính vì vậy thì để đổi lại cái sự thù ghét mà ông nhận được thì vị giáo sĩ này đã bày tỏ tình yêu thương cũng như là sự trân trọng. And at one point the Chadian man, the Muslim leader Uh, he left the town. He moved away. và vào một cái thời điểm nọ thì cái người lãnh đạo của hội giáo này, ông đã uh, rời đi nơi khác. He went to live in a neighboring country, the country of Sudan. ông uh, rồi đi đến uh, sinh sống tại một đất nước uh, lân cận, đó chính là đất nước Sudan. Then when our family lived and served in this town, a young man came to the town và khi mà chúng tôi đến và uh, sinh sống tại cái uh, khu vực này thì có một người đàn một uh, một một chàng trai trẻ đã đến uh, đến với chúng tôi this young man was coming from sudan và chàng trai này đến từ sudan and he was a christian and he joined our small fellowship the small church that had been planted Và anh ấy chính là một cơ đốc nhân, anh ấy đã đến cùng nhóm hiệp với chúng tôi trong những cái buổi uh, thờ phượng trong cái hội thánh nhỏ của chúng tôi. This was a small church of young men uh, other young men who had come out of Islam to know Jesus. Uh, đây là một hội thánh um, của những cái người nam, những người người, người trẻ. Um, những người mà đã bước ra khỏi đạo hội và đến với đấng Christ. And this young man, we were amazed. He was very strong in his faith in Christ. Và cái chàng trai trẻ mới đến này anh anh ta khiến chúng tôi rất là ngạc nhiên về cái đức tin mạnh mẽ của mình uh, trong đấng Christ. So we asked him, how did you become a Christian? Và chúng tôi đã hỏi anh rằng uh, làm thế nào anh trở thành cơ đốc nhân? And here is his story. Và đây là câu chuyện của anh ấy. He said years ago my father lived here. Anh ấy kể rằng nhiều năm về trước thì cha của tôi đã sống ở đây. And he met a missionary, one of your people. À, và ông đã gặp một vị giáo sĩ là một trong những người của quý vị. And my father hated this man and he hated Christianity. uh, cha của tôi đã rất là căm ghét uh, cái cái người giáo sĩ này và ông ấy căm ghét uh, đạo tin lành. And he would always try to argue with this missionary, but the missionary always responded with love. Uh, và cha tôi đã tranh cãi rất là nhiều với cái vị giáo sĩ này nhưng mà ông ông ta luôn luôn trả lời đáp lại với tình yêu thương. And my father left the town but he never forgot This missionary. Và cha của tôi đã rời đi khỏi vùng đất này nhưng mà ông không bao giờ quên cái vị giáo sĩ này. He never forgot the love that this man showed him. Ông đã không bao giờ quên được tình yêu thương mà uh, vị giáo sĩ này đã uh, cho ông thấy. And he could not get this love out of his mind and he, finally he wanted to know more about Jesus who would call someone to love this way. À và ông đã không thể nào quên được cái tình yêu mà khiến cho um, một một người uh, có thể thể hiện được tình yêu thương theo cách như vậy. And so he began to read the Bible. Và chính vì vậy ông đã bắt đầu đọc kinh thánh. In through reading God's word he became convinced that Jesus is the true God and he gave his life to Christ. Và Thông qua việc đọc kinh thánh thì ông đã uh, khẳng định được uh, Chúa Giêsu uh, chính là thật sự là con của Đức Chúa Trời và ông ấy đã quyết định dâng đời sống mình cho uh, cho Chúa. And he and he all of his children including myself as a Christian. Và thế là khi mà ông kết hôn, ông uh, lập gia đình và có những đứa con thì ông đã nuôi dưỡng những đứa con của mình uh, trở thành những Cơ đốc nhân. And this young man's testimony has challenged us who were living there as missionaries. Và cái câu chuyện của chàng trai trẻ này đã thách thức chúng tôi là những người giáo sĩ khi mà đang sống ở trong vùng đất này. And it reminded us that how we live is just as important as what we teach about Jesus. Và nhắc nhở cho chúng tôi rằng cái cách mà chúng tôi sống thì cũng quan trọng như những gì những mà chúng tôi uh, rao giảng cho người khác. And it also reminded us that no matter how hostile someone is to the gospel, the love of Christ can draw them to himself. Và chúng tôi cũng được nhắc nhở rằng uh, bất kể là một người có thể uh, chống đối uh, đạo của Chúa như thế nào thì uh, cuối cùng Chúa cũng có cách để đem người đó trở về. And Christ is not only our motivation for holiness; Christ is the only possibility we have for holiness. Và, uh, I believe this is a part of the heritage of the Christian and Missionary Alliance Church that the life of christ in us christ living in us makes holiness possible for us và đây là một cái những cái giá trị mà tồn tại ở giữa vòng những những người nhà truyền giáo những cộng đồng truyền giáo đó chính là đấng christ đang sống trong mỗi chúng ta and if anyone is to ask what is the key to holiness we know The answer is Jesus. Uh, nếu bất kỳ ai hỏi chúng tôi rằng um, điều gì cái sự thánh khiết điều gì làm nên sự thánh khiết trong mỗi đời sống chúng tôi thì câu trả lời đó chính là đấng Christ. Jesus, the Holy One living in us. Đấng Christ là đấng thánh đang sống trong mỗi chúng tôi. So Christ living in us, Christ living through us revealing himself to the world in the ways that we live and seek to show him in Christ drawing the lost to himself this is our possibility of holiness chính vì vậy khi đấng christ đang sống trong chúng tôi đấng christ đang sống qua chúng tôi qua cách mà chúng tôi cho thế giới thấy thì đấng christ đang kéo những người hư mất về với chính ngài đó chính là những khả năng mà chúng tôi có thể nên thánh nhờ đến Christ. So what does holiness look like in our ministries and relationships? Vậy thì sự thánh khiết trông như thế nào trong các mục vụ và các mối quan hệ của chúng ta? Holiness looks like a consecrated life, a dedicated life. Sự thánh khiết là một đời sống tận hiến, là một đời sống được biệt riêng ra. Our willingness to be different and to love even in the face of hostility. Đó là sự sẵn lòng của chúng ta để sống một cách khác đi mặc dù cho những cái sự uh, khó khăn, thử thách living in ways that show the character the truth the grace of Christ to those around us à uh, sống theo một cách mà có thể um, bày tỏ được lẽ thật ân điển uh, những cái đặc tính của chính Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta now i um, was thinking that at this point it may be a little bit early jeff but um, i've walked us through two of the pillars and we have two more to come so would it be okay to have a break now and then we can come back for the rest of the seminar or Yeah yeah that'll be good yeah so is that possible we'll do that yeah sure um so what's the time now is uh, over there uh, in Vietnam so it's nine thirty nine thirty right so uh, okay so um then uh, we're gonna have 15 minutes break yeah Uh, thưa quý vị thì hôm nay uh, chúng ta có thể sẽ được có một cái uh, uh, giờ giải lao sớm uh, uh, vì là đã hoàn tất được hai trụ cột trong số 4 rồi nên chúng ta sẽ có 15 phút giải lao. Then we will come back um, um, 9:50 for the next session. Uh, như vậy chúng ta sẽ quay trở lại vào lúc 9 giờ 50 cho phần tiếp theo. Okay, welcome back everyone. So uh, we'll be starting uh, the second session. Xin được chào mừng hết thảy quý vị trở lại với phần thứ hai của buổi hội thảo ngày hôm nay. Yeah, before we getting into the main uh, main session. Um uh, Susan's wife um husband, sorry, husband Louis, Louis will be say hello to you all. À uh, và trước khi chúng ta um, bắt đầu trở lại với nội dung của hội thảo thì um, chồng của bà Susan là ông mục sư Louis sẽ có đôi lời chào mừng quý vị ạ. Thank you Louis. Xin Yeah, greetings to all of you in the name of Jesus. Xin được uh, thân ái chào uh, mừng hết sức mọi quý vị trong uh, danh của Chúa Giêsu Chris. One of my favorite ministry uh, memories of ministry is the several trips we have taken to Vietnam. Và một trong những uh, cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong uh, uh, một bộ của chúng tôi đó là những cái chuyến đi đến thăm Việt Nam. Ah uh, it was just so thrilling to sit beside pastors and young people who had already a passion for missions. Và tôi rất là vui mừng uh, khi mà được ngồi cạnh những ngén vị mục sư uh, và những người bạn trẻ mà có tấm lòng ờ uh, dâng trọn trên cho, cho sứ mạng của Đức Christ. And the dream during those events was that one day there would be uh, Vietnamese joining us to reach unreached peoples. Và cái ước mơ của chúng tôi khi mà chúng trong những cái chuyến đi như vậy là chúng tôi mong muốn có những cái người Việt Nam tham gia cùng chúng tôi để vươn đến những người chưa được chạm đến. And the dream of the Vietnamese pastors. Was that one day they would be sending out vietnamese to unreached peoples. và một ước mơ để rồi một ngày những cái vị mục sư người việt nam sẽ được sai phái đi uh, để đến những uh, những nhóm dân chưa được chạm đến trên toàn thế giới and now both dreams are coming true và bây giờ thì cả hai cái ước mơ đó của chúng tôi đã trở thành sự thật So we just are excited and can't wait for the Lord to bring many more and for many more unreached peoples to come to know Him. Và chúng So, thank you for uh, being a part of this seminar. I know you will be blessed. By my wife, she has many Và <laughs> wow, một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã tham dự vào cái buổi hội thảo này và tôi tin chắc rằng là quý vị sẽ rất là được phước bởi vì nhà tôi có rất là nhiều điều tuyệt vời để chia sẻ. So may the Lord bless you all and have a good seminar. Vâng, nguyện Chúa sẽ ban phước cho quý vị và có một cái buổi hội thảo thật là tuyệt vời. God bless you and bye bye. God bless you. Thank you. Bye, bye. Shall we start again? Is that? uh Yeah. Okay, I'll put back on the the share screen. Well, yeah. chúng so we've been talking about spirituality the importance of all that we do in missions uh, in ministry flowing out of our life with christ và chúng ta đã nói về một đời sống thuộc linh uh, hướng đến sứ mạng và uh, tầm quan trọng của những gì mà chúng ta sống um, thể hiện những cái điều mà chúng ta mong muốn uh, đem đến cho những những người khác

face and holiness we see that Christ is the motivation Christ is also the possibility of living that way. Ờ uh, và qua hai trụ cột mà uh, tôi đã trình bày trước đây thì uh, chúng ta thấy được rằng là đấng Chris chính là cái động lực cũng như là cái uh, nhờ ngài mà chúng tôi có thể sống được cái cái cách sống này. The third pillar of WEC is sacrifice. Và trụ cột thứ ba của WEC đó chính là uh, sự hy sinh. And again, Christ is the motivation for sacrifice. Và một lần nữa, Đấng Christ là động lực cho sự hy sinh. We don't sacrifice just for the sake of sacrifice. Uh, chúng ta không chúng tôi không hy sinh Chỉ vì, chỉ để hy sinh. We are willing to sacrifice because of a love we have that is greater than anything else. Loving Christ is our core passion. The cross, with its principles of denying self and of losing one's life to bless others. Đó là tình yêu mến đấng Chris là niềm đam mê của chúng tôi. Thập tự giá với bản chất là từ bỏ chính mình và hy sinh mạng sống để ban phước cho người khác là một biểu tượng rõ ràng cho đời sống của người theo Đấng Christ. And so we are aware that to reach the remaining unreached peoples of the world means Missionaries need to go to very hard places. Chúng tôi nhận thức rằng để có thể chạm đến những nhóm dân còn lại chưa được chạm đến trên thế giới thì những nhà truyền giáo những giáo sĩ phải đi đến những cái vùng đất rất là khó khăn. The uh, remaining unreached peoples of the world live in the most challenging places to live. những người chưa được chạm đến còn lại trên thế giới thì sống ở những cái khu vực uh, rất là thách thức rất là khó khăn. So why would a call? Vậy thì tại sao lại có những con người chấp nhận cái sự kêu gọi này? Why would leave and home, everything that's familiar to them? Làm thế nào mà một người có thể uh, rời bỏ gia đình tất cả mọi thứ uh, mà người đó có ở nhà and live with people that uh are very different from them and often don't want them there để đến sống với những người mà ờ uh, rất là khác biệt với họ và thường là không muốn họ đến uh, trong cái đời sống của mình. Louise and I were called to a very remote area of Chad in Africa. Ờ uh, Louise và tôi đã được kêu gọi để đến một trong những cái khu vực xa xôi của đất nước chat ở châu phi we brought our three children with us and they were very young chúng tôi đã đem theo uh, ba người con của chúng tôi khi mà chúng còn rất là nhỏ Louis is a medical doctor by profession uh, Louis là một uh, bác sĩ and when we left uh, the usa many of his colleagues told him you're crazy to leave this life and uh, just bury yourself somewhere in africa à khi mà louis rời đi khỏi nước mỹ thì có rất là nhiều đồng nghiệp của ông đã nói rằng là ông thật là điên rồ khi mà ông rời bỏ cái cuộc sống ở nơi đây để uh, gọi là tự chôn mình ở một cái vùng đất xa xôi hẻo lánh nào đó He had just received an award for his medical program. À uh, ông vừa mới nhận được một cái giải thưởng cho một trong những cái chương trình về y tế của ông. And the day he received that award was the day he gave his resignation to uh leave the medical program to go to Africa. Và vào chính cái ngày mà ông nhận được giải thưởng đó là ngày mà ông đã ờ uh, từ chức Để rời and many people did think we were crazy to leave the life that we knew to go to a country and a people that were far away and uh, we didn't know anything about what was ahead of us. và rất nhiều người đã nghĩ rằng là chúng tôi thật là điên rồ khi mà rời bỏ cái cuộc sống hiện tại uh, để đến một đất nước xa xôi và thậm chí chúng tôi không hề biết chắc được những gì đang chờ đợi chúng tôi phía trước. And Minnie said how can you make such a sacrifice and take your children with you? Và rất nhiều người đã hỏi rằng là uh, làm thế nào mà quý vị có thể hy uh, sinh và thậm chí là đem theo cả những uh, con cái của mình đến những nơi is như vậy. It, is it worth it for you to do this? Có xứng đáng để làm điều đó hay không? And we began to answer the people who would say this. Và chúng tôi đã trả lời cho những người đã hỏi chúng tôi những điều này. We began to say you are asking the wrong question. Chúng tôi nói rằng là uh, các bạn đã đã hỏi một câu trả, một câu hỏi sai rồi. People were asking is it worth it for you to do this? À uh, người người khác sẽ hỏi rằng là có điều đó có xứng đáng để mà uh, bạn làm như vậy hay không. And that's the wrong question. Và đó là một câu một câu hỏi sai. The right question is is he worthy? Câu hỏi đúng đó chính là liệu ngài có xứng đáng với điều đó hay không. And Christ is worthy of anything He asks of us. Và Đấng Christ xứng đáng cho mọi điều mà ngài yêu cầu từ chúng ta. And there were many times in our years in Chad. Và có rất là nhiều lần trong những năm mà chúng tôi sống ở Chad where we lived in very challenging situation. Khi mà chúng tôi sống trong uh, những cái tình huống rất là khó khăn. That the main reason we stayed was this is where Jesus wants us to be. Và lý do chính mà chúng tôi có thể ở lại trụ vững đó chính là đây là điều mà uh, Chúa Giêsu muốn chúng tôi làm. Our motivation for sacrifice is we love Jesus and we want to be wherever he wants us to be we want to do whatever he asks us to do Động lực của chúng tôi cho cái sự hy sinh này đó chính là đấng Christ chúng tôi muốn ở bất cứ nơi nào mà ngài muốn chúng tôi ở và làm bất cứ điều gì mà ngài muốn chúng tôi làm The founder of WEC Many of you are familiar with this. His name is Stud. Người sáng lập của tổ chức Quest. Uh, tôi tin chắc là rất nhiều quý vị ở đây có biết về ông, đó là ông Studd. He said if Jesus Christ be God and die for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. Ông đã nói rằng nếu Jesus Christ là Đức Chúa Trời và đã chết cho tôi, thì không có hy sinh nào là quá lớn cho tôi để dâng cho ngài. And I also like a quote from another famous missionary. Và tôi cũng rất là yêu thích một cái lời dẫn của một uh, vị giáo sĩ khác. Dr Livingstone, also a missionary in Africa. Um ông, Living, uh, Livingstone. Yeah. Mong vâng, uh, Uh, vị uh, giáo sư Livingston cũng là một giáo sĩ. He he was also asked, how can you do this? How can you make such a sacrifice and give your life in Africa? Uh, vâng, uh, tôi xin được bổ sung ông cũng là một giáo sĩ ở Châu Phi và ông cũng đã được người khác hỏi rằng là làm thế nào ông có thể um, quyết định sống ở, ở một cái nơi như thế này, sống một đời sống như thế này. He answered, how can I call it sacrifice? Ông đã trả lời rằng là làm thế nào tôi gọi đây là một sự hy sinh. When other men serve a lesser king and call it a privilege. Khi mà những người những người khác thì uh, phục vụ cho một um, đấng tể trị ít hơn Và gọi đó là một cái sự uh, Xin lỗi đó một đấng tể trị thấp hơn uh, Đức Chúa Trời đó là Thì gọi đó là một cái niềm vinh hạnh Men serve kings of the earth and call it a privilege We serve the king of kings And there is no sacrifice in serving him Loài người thì phục vụ cho những vị vua trên đất mà thôi và họ gọi đó là một cái sự vinh hạnh thì uh, chúng ta là những người phục vụ cho vua trên muôn vua thì đó không thể gọi đó là sự hy sinh. We also have four statements in our core about sacrifice. Và chúng tôi cũng có bốn điều khẳng định cho uh, trụ cột uh, về sự hy sinh. With Christ as our model we accept the discipleship lifestyle involving a willingness to risk all placing God's will before personal goals comfort or desires Với đấng Christ là hình mẫu cho uh, đời sống của chúng tôi thì uh, chúng tôi chấp nhận cách sống của một môn đồ bao gồm là sẵn sàng mạo hiểm tất cả đặt ý muốn của Chúa lên trên hết những cái mục tiêu của chúng tôi with Christ as our model, we are ready to set aside current patterns of thinking and standards of living, economic security, even willing to be despised for the sake of the gospel. À, với Đấng Christ là hình mẫu, thì chúng tôi sẵn sàng gạt bỏ mọi khuôn mẫu tư duy hiện có và các tiêu chuẩn sống sự ổn định tài chính và thậm chí sẵn sàng bị khinh dễ vì cớ phúc âm. With Christ as our model, we seek to identify with the people among whom we minister, and this may require us to accept hardship and loneliness, be separated from family members and from Christian fellowship, endure persecution, imprisonment, or even death. Christ là hình mẫu thì chúng tôi tìm cách đồng nhất mình với những người mà chúng tôi đang phục vụ. Điều này có thể đòi hỏi việc chấp nhận những khó khăn, sự đơn độc, xa cách gia đình, cộng đồng cơ đốc và thậm chí là chịu đựng sự bắt bớ, tù đầy hoặc ngay cả chịu chết. And with Christ as our model, we're willing to temporarily put aside a personal goal or a ministry in order to fit in with the overall objectives of the team. Và với Đấng Christ là hình mẫu thì chúng tôi sẵn sàng tạm thời gạt bỏ những mục tiêu hoặc là mục vụ cá nhân để đứng vào mục tiêu chung của toàn đội. And this last one is very important. It is easy to have a big sacrifice like going overseas as a missionary. Uh, và cái điều cuối cùng này uh, rất là đặc uh, rất là quan trọng bởi vì chúng ta có thể uh, tương đối dễ hơn khi mà có những cái sự hy sinh lớn hơn như là đi ra uh, đi ra nước ngoài để mà phục vụ Chúa. Sometimes it's harder to make a smaller sacrifice like letting go of a personal goal I have in order to um, fit in with what the team wants. In other words, dying to self in order to bless others. À, từ bỏ những cái điều nhỏ, à, những cái mong ước nhỏ của chính mình à, để mà có thể hòa nhập vào một đội và đó chính là cái cái biểu hiện um, của việc quay cái chay đang quanh cũng tạm điện thoại nà, bài... à này. đây đó là một trong những biểu hiện của việc mà để cái tôi của mình chết đi để rồi ban phước cho người khác. So what does sacrifice look like in our ministries and relationships? Vậy thì sự hy sinh trong như thế nào trong các mục vụ và các mối quan hệ của chúng ta? The crucified life. Đó là một đời <laughs> sống tận hiến. To me, it looks like this picture. I call it the bent eye or the, the eye that is bowing down before the cross. Uh, à, đối với tôi thì à, uh, điều đó được thể hiện qua cái hình ảnh này à, uh, đó là cái chữ ai mang nghĩa là tôi à, uh, cuối cúi đầu thành chữ c là đấng Chris and that is the I of self of me bowing down before the cross of Christ và đó là chữ ai là tôi cái tôi của tôi cúi đầu uh, trước uh, thập tự giá của đấng Christ. In Galatians 2:20 which we all know very well is the key verse for us for sacrifice. Và trong uh, Galaty đoạn 2 câu 20 thì đây là một trong những câu gốc ờ um, chính cho cái thể hiện cái ờ uh, hy sinh của chúng ta. For I have been crucified with Christ. It is no longer I who live but Christ Who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the son of God who loved me and gave himself for me. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. So it is the not I but Christ life. Chính vì vậy không còn là uh, đời sống của tôi mà là đời sống của Đấng Christ. And then we have the final pillar, the fourth pillar, fellowship. Uh, và bây giờ chúng ta đã đi đến trụ cột cuối cùng, uh, trụ cột thứ tư, đó chính là sự thông công, Christ is the motivation for our fellowship and the possibility, the center of our fellowship. Uh, our introduction to the fellowship pillar says we are united through one head, our Lord Jesus Christ, and are part of one church. those who love our Lord Jesus Christ in sincerity and truth. Our oneness in Christ makes it possible to serve together as brothers and sisters. À, lời mở đầu trong phần giá trị trong uh, phần trụ cột uh, thông công của chúng tôi đó là chúng tôi hiệp một dưới một đầu Chúa là Chúa Giêsu Christ và làm một phần của hội thánh những ai yêu mến Chúa Giêsu Christ trong sự chân thành và lẽ thật sự hiệp nhất của chúng tôi trong đấng Christ giúp chúng tôi có thể phục vụ lẫn nhau như anh chị em. And sometimes we have to be honest. It is our oneness in Christ that is the only thing that makes it possible for us to serve together. Um uh, và uh, chúng tôi phải thừa nhận rằng là đôi khi chỉ chỉ có thể hiệp một trong đấng Christ thì mới giúp cho chúng tôi có thể cùng phục vụ, cùng uh, cùng, cùng phục vụ công tác ngài với với nhau. WEC is a very diverse mission. À uh, WEC là một tổ chức rất là đa dạng. We have people from many different nationalities and cultures. Chúng tôi có những con người đến từ những quốc gia và những nền văn hóa rất là khác biệt. On our teams are people with different personalities and spiritual gifts. À uh, trong tổ chức của chúng tôi thì À, những con người có những con người với những cái tính cách khác nhau và những ân tứ khác nhau. Những um, bối cảnh hội thánh khác nhau. Different ideas on how to do ministry. Và có những cái ý tưởng khác nhau làm thế nào uh, về về công tác mục vụ. And they're all working on the same team. Nhưng rồi chúng tôi cùng nhau làm việc trong một đội. And now with COVID, another difference is apparent in our teams. Sorry, apparent. And now with COVID, another difference is evident in our teams. But uh, với trong hoàn cảnh của um, dịch bệnh COVID thì lại xuất hiện thêm một cái sự khác biệt khác giữa trong chúng tôi. On the same team, you have some people who think vaccinations are important, and others who think vaccinations are or uh, dangerous. You have these in your churches. We have them on our teams working in uh, the countries where we serve. Uh, à cái sự khác biệt mới đó chính là, cái, um, quan điểm về việc là... vaccine là quan trọng hay là vaccine lại thực ra là một cái mối đe dọa, một cái sự nguy hiểm và điều đó tồn tại giữa vòng hội thánh và thậm chí trong vòng uh, đội nhóm của chúng tôi. So to have such different people coming together and working together in fellowship is a challenge. Chính vì vậy uh, có uh, chứa đựng những cái sự khác biệt như vậy. Uh, giữa vòng chúng tôi để mà chúng tôi có thể thông công với nhau thì đó thực sự là một thử thách lớn. But we are committed to working together. Nhưng chúng tôi đã cam kết để cùng làm việc với nhau. We do a lot of training in understanding each other. Chúng tôi uh, có rất là nhiều cái buổi huấn luyện về việc làm sao để thấu hiểu lẫn nhau. we train in understanding nationalities and cultures but no matter how effective our training more important is our oneness in Christ that helps us look beyond our differences to the Christ

Um, và uh, quý vị có thể quan sát thấy rằng là ở trong ba trụ cột trước thì chúng tôi đều có bốn cái lời uh, khẳng định, bốn cái câu nói để mà giải thích thêm về cái trụ cột đó. But for fellowship we have six statements and maybe because we need a lot more work with that. Nhưng mà với trụ cột uh, thông công, sự thông công thì chúng tôi có đến 6 câu. Let me just share with you our six statements about fellowship. Này. To live in Christ-honoring fellowship means our fellowship is shaped by the Spirit's transforming work in us as disciples more than by cultural. Or personal expectations. Sống trong mối thông công tôn vinh Đấng Christ có nghĩa là sự thông công của chúng tôi được định hình bởi công tác biến đổi của Thánh Linh trong chúng tôi là những môn đồ hơn là những mong đợi cá nhân hay là của nền văn hóa. To live in Christ honoring fellowship means our fellowship is strengthened by the use of the gifts of the Spirit and expression of the fruit of the Spirit. Để sống trong mối thông công tôn vinh đấng Christ có nghĩa là sự thông công của chúng tôi được làm vững mạnh bởi việc sử việc sử dụng những ân tứ của Thánh Linh và biểu hiện của bông trái Thánh Linh. To live in Christ honoring fellowship means we make every effort to maintain unity of the spirit in the bond of peace, working together with openness and humility, avoiding unhelpful emphases in doctrine or experience. Sống trong mối thông công tôn vinh đấng Christ nghĩa là chúng tôi nỗ lực duy trì sự hiệp một trong thánh linh, trong mối dây bình an, làm việc cùng nhau với sự cởi mở, khiêm nhường, tránh những nhấn mạnh vô ích về giáo lý hay là kinh nghiệm. To live in Christ honoring fellowship means we strive to find the mind of the Lord together, believing that as we wait on God his mind can be discerned by the fellowship through the leading of the Holy Spirit sống trong mối thông công để tôn vinh đấng Christ có nghĩa là chúng tôi cố gắng cùng nhau tìm thấy ý muốn của đức của đức chúa trời tin tưởng rằng khi chúng tôi chờ đợi ngài thì ý muốn ngài có thể được làm sáng tỏ bởi sự thông công qua sự dẫn dắt của đức thánh linh. So I just want to add to this. In our fellowship, it's very important for us together to seek God's mind. Again, Christ is the head of our teams every team the head of wec as a whole and so we teach and we train how do we seek god's mind together so that uh, god is leading us not just our personal ideas or preferences và để làm rõ thêm ở đây thì uh, tôi chia sẻ rằng là ở, ở trong wec thì chúng tôi thường uh, cùng nhóm học lại với nhau để tìm kiếm ý muốn của đức chúa trời và chúng tôi được huấn luyện uh, để mà tìm để biết cách uh, tìm kiếm ý muốn của Ngài cùng với nhau, để rồi đấng Christ là đầu là sự dẫn dắt đến từ đấng Christ chứ không phải là đến từ uh, chính cái sự suy nghĩ của chúng tôi. To live in Christ honoring fellowship means we accept, support and submit to one another in mutual accountability and love à, uh, sống trong mối thông công tôn vinh đấng Chris nghĩa là chúng tôi chấp nhận hỗ trợ và phục vụ phục tùng lẫn nhau trong tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương And finally, to live in Christ-honoring fellowship means we value ethnic, cultural, and denominational diversity and we refuse any form of prejudice in the life and appointments of WEC. Và sống trong mối tôn, thông công tôn vinh đấng Christ nghĩa là chúng tôi coi trọng sự đa dạng về dân tộc, văn hóa và hệ phái và từ chối mọi hình thức thành kiến trong đời sống và các cuộc gặp mặt của quát so we value greatly, um, the different nationalities uh, that come into our teams. Chính vì vậy mà chúng tôi uh, vô cùng coi trọng cái sự uh, khác biệt uh, khi mà chúng uh, khi mà chúng tôi đến với nhau. every nationality brings something special and adds a blessing to our teens mỗi quốc gia quốc tịch đem uh, một cái sự một cái màu sắc khác đến với mà một cái phước lành khác nhau đến với lại uh, cộng đồng của chúng tôi and so we believe very much that when god continues to bring more brothers and sisters from vietnam into our teams we will be blessed. Chính vì vậy chúng tôi rất tin tưởng rằng là khi mà Đức Chúa Trời đem đến thêm nhiều ông quý ông bạn chị em từ đất nước việt nam uh, uh, đến với chúng tôi thì đó sẽ là thêm nhiều phước phước lành phước hạnh nữa đến cho chúng tôi. You will bring your own life in christ to the teams à uh, quý vị sẽ đem thêm chính cái đời sống trong đấng Chris của mình vào trong đội ngũ của chúng tôi. You will bring your gifts that God has given you and your uh training and your personal background all of that will add to the richness of the teens that we have. À uh, quý vị sẽ đem uh, chính những cái uh, ân tứ của mình, những cái gì mình đã được huấn luyện And so again, we are very diverse, and sometimes that can be challenging, but we look beyond uh, our differences to see the Christ who is with us and who has called us to serve together. và một lần nữa thì chúng tôi rất đa dạng, um, rất khác khác biệt nhưng mà chúng tôi uh, luôn luôn nhìn vượt trên cái sự khác biệt để thấy được uh, đấng Chris ờ um, là trọng tâm. I love this quote. We seek to nurture life together. If your heart beats for Jesus, then take my hand and we will walk together in fellowship. Tôi yêu yêu thích Uh, câu nói này uh, về việc chung nhau nuôi dưỡng đời sống nó là nếu nhịp đập trái tim bạn dành cho Jesus thì hãy nắm lấy tay tôi và chúng ta sẽ cùng bước đi trong mối thông công. What do faith, holiness, sacrifice and fellowship? What do all four of these look like in our ministries and relationships? Vậy thì cả bốn cái uh, trụ cột đức tin, sự thánh khiết, hy sinh và mối thông công à trong như thế nào trong các mục vụ và các mối quan hệ của chúng ta They look like Christ, the center of everything we do. Christ living in me and through me as I relate to others. Cả bốn điều đó trong uh, chính trong như chính là đấng Christ đang sống ở giữa vòng chúng ta, đấng Christ đang sống trong tôi và qua tôi khi tôi liên hệ đến người khác. This picture looks like they have swords cái hình này thì trông có vẻ như là có mỗi người đang cầm một con dao và cái kiếm mà đang chiến đấu nhưng uh, không phải xin lỗi bởi vì đây chỉ là cái lỗi uh, khi mà tìm hình ảnh thôi thì chúng ta hãy cùng hình dung đây là việc mà hai người đang cố gắng trao đổi với nhau and no matter what someone says to us or how they respond to us we have the life of Christ in them and the life of Christ in us responds to them à uh, và bất kể là cái cách mà người khác uh, phản hồi với chúng ta như thế nào thì chúng ta là những người mà có ánh sáng của đấng Christ ở trong thì chúng ta cần phải phản hồi với họ theo như cách sau. Trust, honesty, forgiveness. Tin cậy, uh, sự chân thành và sự tha thứ. Love, kindness, patience. Tình yêu thương, sự uh, mềm mại và sự kiên nhẫn. Grace, hope righteousness and peace. Với ân điển, với niềm hy vọng, sự công chính và sự bình an. This is who Christ is, the character of Christ. Đây chính là uh, những đặc tính của Đấng Christ. And as the Spirit transforms us, conforming us to the image of Christ. Và khi Đức thánh linh uh, giúp biến đổi chúng ta trở nên giống với đức uh, đấng Chris. That we know is 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Thì chúng ta biết là trong uh, Corinthio xin Corinto um, sorry Corinthian mm -hmm. 3:18. Yeah. Uh, chương 3 câu 18. Christ in us more and more we begin to relate to others with the character of Christ and show Christ to them. Khi mà đấng Christ sống ở trong chúng ta thì càng ngày chúng ta sẽ uh, thể hiện ra những cái đặc tính của đấng Christ uh, khi mà chúng ta uh, liên hệ với người khác và chúng ta sẽ cho họ thấy đấng Christ ở trong chúng ta như thế nào. So that any relationship, any situation, any circumstance in my daily life, when in that moment I live in Christ, my life becomes a place where others experience the presence of God's love, mercy and grace touching their lives. kỳ mối quan hệ, hoàn cảnh hay tình huống nào trong đời sống của tôi. thì trong thời điểm đó tôi sống trong đấng Christ thì cuộc sống của tôi trở thành nơi mà người khác trải nghiệm sự hiện diện của tình yêu, sự nhân từ và ân điển của Chúa chạm đến cuộc đời họ. Và đây Uh, có phải là cái mục đích cuối cùng của chúng ta không? Khi mà uh, chúng ta sống lấy đấng Christ làm trọng tâm để rồi uh, người khác có thể thấy được đấng Christ trong đời sống của chúng ta. Keeping heart in as a mission. Uh, lấy đấng Christ làm trung tâm của mọi sự chúng tôi làm, đó chính là cái mong muốn cũng như là cái trọng tâm Chúng tôi trong, uh, web. Before COVID arrived, when we could actually meet together face to face, our international leadership team met together for a week to pray and to seek God together. thì uh, ban lãnh đạo uh, quốc tế uh, của OAS chúng tôi đã uh, cùng họp lại với nhau để mà chúng tôi cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời cho uh, tổ chức. So this was in 2019. Uh, điều này diễn ra vào năm 2019. We meet together every year but of course Uh, COVID has arrived and since that time we've not been able to meet face to face. Uh, chúng tôi gặp nhau hàng năm uh, nhưng mà từ khi COVID, uh, diễn ra xảy ra thì uh, chúng tôi không thể gặp nhau trực tiếp được.: But we were together in 2019, every day reading scripture, praying together, asking God, what do you want us to do? What do you want for WEC in this next time uh, nhưng vào năm 2019 thì chúng tôi vẫn có dịp để cùng nhóm hiệp lại với nhau uh, hàng ngày chúng tôi đọc kinh thánh chúng tôi cùng nhau cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của ngài chúng tôi uh, cầu hỏi ngài rằng là ngài muốn chúng tôi làm điều gì điều ngài mong đợi ở quét vào trong cái thời kỳ tiếp theo là gì

Uh, qua thời điểm đó thì đã có những cái uh, chúng tôi đã nhận được những cái sự những cái sự ưu tiên mà Đấng Christ muốn cho chúng tôi làm. But we also ask God, what do you want for us as a team, as a leadership team? Uh, và đồng thời trong thời điểm đó thì chúng tôi cũng tìm hỏi ý Chúa rằng là Ngài muốn uh, điều gì cho chúng tôi chính là cái ban lãnh đạo ban điều hành. And his answer to that question of how do you want us to be as a team? His answer, I want you to be a fellowship of burning hearts. Uh, uh, và chúng tôi đã hỏi Ngài là Ngài muốn gì cho chúng tôi như là một đội, uh, quét như là một đội. Thì câu trả lời của Chúa đó chính là Ngài muốn uh, chúng tôi, ở chúng tôi đó là sự thông công của những tấm lòng nóng cháy.

I am looking for the fellowship of the burning heart for men and women of all generations everywhere who love the Savior until adoration becomes the music of their soul, until they don't have to be fooled with and entertained and amused. Jesus Christ is everything, all in all. Tôi đang tìm kiếm sự thông công của những tấm lòng nóng cháy dành cho những người nam và người nữ của mọi thế hệ khắp mọi nơi, những người yêu mến đấng cứu thế cho đến khi sự tôn thờ trở thành âm nhạc của tâm hồn họ, cho đến khi họ không còn bị đánh lừa và không còn cần giải trí và bị hấp dẫn. Đấng Christ là tất cả mọi điều. So this is our desire as a mission Our desire as leaders of a mission. và đây chính là những cái điều mong mỏi của chúng tôi uh, với tư cách làm tổ chức truyền giáo với tư cách là những người lãnh đạo của tổ chức yes we have an organization to develop and maintain uh, phải chúng tôi có một tổ chức để mà phát triển và cũng như là duy trì

Focused on organization and the things we do, we never want to be too busy for our own life in Christ. Nhưng chúng tôi không bao giờ muốn trở nên quá bận rộn uh, tập trung vào tổ chức tập trung vào những gì chúng tôi làm cho đời sống của mình trong Đức Christ. And we never want work as a mission to be the main thing we want Christ and his honor and glory always to be the main thing. Và chúng tôi không bao giờ muốn tổ chức quét là một tổ uh, tổ chức được uh, xem trọng làm cái điều đó là điều chính yếu mà chúng tôi muốn rằng nấng Christ, sự tôn vinh Ngài mới là điều chính yếu nhất. So we actually I want with Và tôi tin rằng là chúng ta đã uh, hoàn thành xong cái uh, bài chia sẻ khá là sớm nhưng uh, chính vì vậy tôi muốn uh, được kết thúc với một cái câu chuyện nữa. So my uh my husband Louis um uh, vị đã được gặp uh, chồng của tôi, ông Louis. He is a medical doctor by training. So when we were in Chad, medical ministry was our way of reaching the people. Um, ông Lewis was given the responsibility to build health clinics in remote areas in Chad. và nhiệm vụ của Louis là uh, xây dựng một uh, một trung tâm y tế ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh của Chad. Chad had experienced um, many years of war. Uh, đất nước Chad đã trải qua nhiều năm uh, trong chiến tranh. And these years of war had destroyed much of the health care uh, in the country. Và những năm chiến tranh này đã phá hủy gần như là cái hệ thống uh, chăm sóc sức khỏe của đất nước này. So during our years in Chad, Lewis spent many, many days and nights going out to the villages, talking with the village leaders, helping them build their own health clinics. Uh, chính vì vậy trong những năm mà uh, chúng tôi ở Chad thì Lewis đã dành rất là nhiều ngày và đêm đi đến những cái vùng làng khác nhau của uh, khu vực để nói chuyện với những người lãnh đạo ở đó để mà giúp họ xây dựng uh, những cái trung tâm y tế. And the goal was to bring healthcare to them so they wouldn't have to travel miles and miles on a camel or a donkey to get uh, healthcare. Với cái mục tiêu là để họ uh, không cần phải uh, di chuyển di chuyển hàng dặm đường xa để mà bằng lạc đà hay là lừa để tìm kiếm cái sự chăm sóc về y tế cho mình. And in the years we were there he was able to with the uh, alongside the villagers build eight health clinics and train nurses to be uh, to work there. Ờ uh, và trong suốt nhiều năm thì cùng với cộng đồng Uh, những con người ở đó thì uh, chúng tôi đã có thể xây dựng được 8 cái trung tâm y tế uh, để chăm sóc sức khỏe cho những người dân ở đó. Và so cả everybody... huấn... Sorry. Uh, go ahead Are you finished? Yeah. Uh, và cả huấn luyện những uh, những gọi là nhân sự về y tế như là y tá, bác sĩ. So everybody in the area knew Dr. Louis, that's what they called him uh, in French, Dr. Louis. Everybody knew Dr Louis. À chính vì vậy là những người dân trong vùng á thì hầu hết mọi người đều biết đến ông và gọi ông với cái tên uh, với với cái xưng hô đó là bác sĩ Louis. One village was so happy to have their own clinic. They were so thankful that when it was finished, they took a brush and painted across the outside of the clinic. Dr Lewis Clinic và có một ngôi làng khi mà họ có được cái trung tâm y tế của họ thì họ rất là trân trọng và biết ơn chính vì vậy mà họ đã dùng cây cọ để mà uh, sau khi trung tâm hoàn tất thì họ dùng cọ vẽ lên trên tường của trung tâm đó là uh, đây là trung tâm của bác sĩ Louis So there was his name, big letters, Dr. Lewis Clinic. They named it after him. Uh, và như vậy là có những cái có một dòng chữ lớn uh, ghi là bác, bác sĩ Louis là họ đã gọi tên cái trung tâm này theo tên của ông.: And then the rainy season came.: Và rồi khi mà đến mùa mưa,: In Chad, the rainy season it lasts only three months, but during that time, the rains are so heavy you can't travel ở đất nước Chad thì mùa mưa chỉ kéo dài 3 tháng nhưng mà lượng mưa thì rất là lớn đến nỗi là quý vị sẽ không thể nào di chuyển được dưới dưới cơn mưa. So Louis had to wait to visit the village again because of the rains. Chính vì vậy mà Louis đã phải chờ đợi để mùa mưa kết thúc thì mới có thể quay trở lại thăm ngôi làng. When the rain stopped and the roads cleared he was finally able to begin his visits to the clinics in the area Khi mà những cơn mưa đã ngừng lại uh, và con đường đã có thể uh, di chuyển được thì ông bắt đầu quay trở lại để thăm So he visited this village again và ông quay lại thăm ngôi làng này And so when he did he drives uh up the uh the road uh is really no road just over the sand to the village he sees the clinic and what does he see à uh, và khi mà ông lái xe đi trên uh, những cái con đường cát á để đến với ngôi làng này thì uh, quý vị có biết ông đã nhìn thấy điều gì không No name on the wall không còn tên trên uh, bức tường nữa The rains had just washed it all away cơn mưa đã xóa đi hết tất cả những cái dòng chữ mà người dân đã viết. And here's the point that did not matter. Và uh, điều quan trọng ở đây đó chính là uh, cái cái việc đó không hề quan trọng. It wasn't about the name of Lewis. Nó không uh, mọi sự không phải là vì tên cái tên của ông Lewis. It's not about our name. Nó không phải là vì uh, chính tên tuổi của chúng ta. It's about the name above every name, the name of Jesus that every knee one day will bow to. Mà điều quan trọng ở đây chính là uh, danh trên hết mọi danh là Đấng Christ để rồi một ngày thì tất cả mọi người sẽ đều cúi lại trước danh này. We

to leave behind something of Jesus. Mà chúng tôi muốn để lại uh, dấu ấn đó là là đấng Christ. And when we left that uh, village after many years of service. Và khi mà chúng tôi uh, rời đi, rời khỏi cái ngôi làng đó uh, sau nhiều năm uh, phục vụ. Then Lou said if all they remember is the name of dr louis then that would be very disappointing thì ông louis đã nói rằng là nếu mà tất cả những gì họ có thể nhớ lại còn nhớ được là tên về bác sĩ louis thì điều đó thật sự là đáng thất vọng because we want them to forget us but always remember jesus bởi vì uh, những gì mà chúng tôi muốn họ làm đó chính là quên đi chúng tôi mà hãy nhớ đến đấng Christ. So we began with this awareness that there's a danger for us in ministry. It becomes about our ministry or even about us doing the ministry. That's the danger. Và chúng ta đã bắt đầu ờ uh, với một cái mối nguy nguy hại đó chính là chúng ta ờ uh, tập trung vào ờ um, à chúng ta vào chính mục vụ của chúng ta. Missional spirituality is a reminder that it is all about Christ living in us. Đời sống tâm linh hướng về sứ mạng à nhắc nhở cho chúng ta rằng tất cả đều phải tập trung vào the Christ. Christ living through us. Đấng Christ đang sống qua chúng ta. Christ drawing people to himself using us. Đấng uh, đem người khác đến với Ngài thông qua chúng ta. In lives just simply the life of a consecrated servant. Và đời sống của chúng ta đơn giản là một đời sống tận hiến. A crucified self một đời sống mà đóng đinh cái tôi của mình and glorifying Christ above all và tôn vinh đấng Christ trên hết mọi điều. And I would like to end as I say end a bit early but there will be questions and answers. Um I would just like to end if you don't mind I would like to pray uh for us. Um uh, và tôi xin phép sẽ được ờ uh, kết thúc cái uh, nội dung uh, chia sẻ uh, tương đối sớm vào thời điểm này. Uh, chúng ta sẽ có phần uh, hỏi đáp phía sau và bây giờ tôi xin phép được cầu nguyện. Father God, we humbly acknowledge where we become focused on our ministries and on ourselves. Uh,

Và khi mà chúng con đang quá bận rộn uh, làm những công việc thì chúng con quên mất rằng là chúng con cần phải sống vì Ngài và uh, thể hiện Ngài qua đời sống của chúng con. You are our leader and we are your servants. Ngài chính là thủ lãnh của chúng con và chúng con là đầy tớ của Ngài. By your spirit help us to remember this and transform us so we can live this way in Jesus name. Bởi Thánh Linh của Ngài, xin hãy giúp chúng con ghi nhớ điều này và biến đổi chúng con để chúng con có thể sống theo như cách mà Ngài mong muốn. Amen. Danh danh Chúa Giêsu. Amen. Thank you very much Susan. Would you be able to stop your screen? I will stop share. Yeah. Okay so um, this is the time for the um, question answer so if you have any, any questions just feel free to ask question to uh, Suzanne. Vâng và thì giờ này thể đặt Susan. Unmute your microphone before you are actually asking questions. Nên xin à, mở mic của mình khi mà mình khi quý vị muốn đặt câu hỏi ạ. If you're not if you're not um, confident to ask, yeah, just type. All right, there's there's one. Okay. You can type your questions um, in the chat box if you want. Ms. Chan? Vâng, uh, quý vị uh, nếu không tự tin chia sẻ trực tiếp thì có thể viết uh, câu hỏi vào trong phần chat box ạ. À. Tôi uh, xin có một cái uh, câu hỏi thế này. Là chúng tôi, uh, hội thánh của tôi thì uh, đang rất nhỏ. Hội thánh 90% là đang đi... Uh, về nhà và không hội thánh không có cơ sở nhưng mà thật sự là tôi rất là cảm ơn Chúa là hội thánh có cái tấm lòng ra đi hiện nay thì chúng tôi đang xây dựng uh, cái năng lực cho sáu sáu người sẵn sàng để đi ra truyền giáo và có những người đã uh, uh, có ao ước là đi châu phi có người đi uh, các quốc gia khác nhưng mà tôi uh, chúng tôi cũng uh, xét thấy là trước khi để đi xa hơn thì chúng tôi đang xây dựng lên một cái uh, kế hoạch để cho cái việc vươn đến ở những cái uh, thành phố các cái trung tâm hành chính uh, kinh tế uh, ở tại các tỉnh thành uh, khu vực miền núi phía bắc ít nhất là các trung tâm huyện trở nên và đây là cái mà ước mơ của chúng tôi là đầu tiên là ngoài các cái uh, gọi là các cái trung tâm chiến lược thì cũng là những cái uh, gọi là các cái nhóm dân chiến lược có năm cái nhóm dân mà chúng tôi quan tâm nhất đó là dân tộc kinh người tày người nùng người thái người mường thế thì uh, tôi không biết là cái điều ao ước uh, nhỏ nhoi ao ước quá lớn của một hội thánh quá nhỏ như vậy thì có có thể hợp tác thế nào được với tổ chức của quý vị để mà có thể uh, hoàn thành được cái ước mơ đấy cho Chúa Giêsu đấy là cái điều mà tôi tham mặt cho các anh em ở trong hội thánh uh, của chúng tôi tôi đặt cái câu hỏi như vậy uh, Yes, uh, thank you, Pastor Tam Uh, pastor um, he has a question for you and i would like to summarize that uh, he said that he has a small church and uh, because of covid actually now actually 90% of uh, his church members in uh, scattering at their hometown uh, but they have a big heart to go out to reach out to um, other people for christ and actually they are having about six members committed to go at this moment already and uh, some even uh, declare that they want to go to Africa and other places, uh, but um, they have a plan that first they want to reach out to um, some of the central city or center of the mountain areas in uh, the north of Vietnam first, and uh, they have uh, figure out some strategic people group like Kinh, Tai Thai, Mường, Nùng, and. Um, now they uh, they know that they are just a small um, so called um, small group, so they would like to know how they can uh, cooperate with uh, work organization to uh, fulfill this. Um, this mission this plan that they have for the north of Vietnam. I, I first of all, I think that's wonderful uh, absolutely wonderful that. You have a group of people who have a heart for an area of uh, of Vietnam that um, that uh, needs the the witness. That that is wonderful. Um, I would like to. Uh, I don't know if this is uh, Pastor Tom. Uh, what you're looking for, but I would like to in, encourage you uh, if they would like to have a connection with. And even training and church planting. This is just one one thought, one possibility. Uh, and then I'll uh, I'll say another one as well. That of course they don't have to join join WEC to do this. It is possible to if they would like an association with WEC. Um, we have um, membership. Of uh, called like an associate or a partner, and it is an official um, way of being a part of WEC without having to go through a full CO becoming a full member, but you still are associated with WEC. Now that would um, be connected not internationally, but with the WEC uh, team teams in Vietnam. So that's one thing. There is a possibility of partnership, and therefore um, being uh, connected with WEC and having the benefit of resources in WEC, but without having to be a full member, being a partner for the work in the country. Um, of course, you can join WEC and do the work in your own country. That's possible. You do not have to join just to go overseas to another country. You can be a full WEC missionary as a missionary in your own country. What I wanted to tell you, though, Pastor Tom, we have a specialist director in our leadership team. He is Brazilian. He is um, a pastor and anthropologist. He has his PhD in anthropology and. He is um, our specialist in church planting and missiology. His name is Ronaldo or Ronaldo. Ronaldo has begun a ministry within what called Planters, P L A N T E R S, Planters. His heart is to be connected with um, people in their own countries who want to reach. Uh, who want to plant churches in their own countries. and he is developing a training uh, program that obviously now is done uh, virtually. Um, he has connections with people in egypt, with people in uh, other countries of the middle east, um, and who have connected with them. he does training and connects with them and helps them in church planting. Uh, in their own countries. And the purpose of this is also to recognize that not everyone has to join a mission if they're not able to, but still have the heart to plant churches. Um, we have uh, this training program. And um, if you would like to get in touch with him, uh, we would be very glad to give you the information to get in touch with him and see what's possible. Um, he, he is uh, a wonderful, godly man who um, God has used to plant churches uh, now in the Amazon, um, formerly in Africa, and he has a real heart for that. That may not be what you were looking for, but in, in general, I've basically said two things a way of connecting with WEC can do, you can become a partner, it's, it's the type of membership we have. They don't have to join fully. Go through the CO, do all the training for that, or they uh, could, if they feel the need and a desire to have a um, uh, expert in church planning, if you want to say that, work with them and help them. Then um, we would love to connect them with Ronaldo or you, um, you know, on their behalf. Susan, can you just give uh, Hannah? Time to yeah, yeah. It's, it's okay. Oh sorry Hannah, I keep forgetting that especially it's okay. um, yeah. Um vâng, tôi xin được phép được uh, tóm tắt lại cái phần trả lời của bà Susan. Đó là um, bà rất là vui mừng khi được nghe về uh, việc mà như một sư tâm nói là đã có những người anh em um, sẵn lòng ra đi và muốn dành cho cái tấm lòng dành cho chính đất nước Việt Nam. Uh, thì um, bà có cái câu trả lời là có hai cái điều chính đó là bà không chắc là là một sư tâm uh, thực sự đang cần cái sự hỗ trợ nào nhưng mà có thể đầu tiên hết thì là là uh, đội nhóm của một sư tâm có thể trở thành những uh, cái cộng sự với lại uh, web để có được những cái kết nối những cái sự hỗ trợ cần thiết mà không cần thiết phải trở thành là một thành viên uh, của tổ chức truyền giáo web uh, tất nhiên là bà vẫn vẫn uh, rất là chào đón nếu mà mọi người có mong muốn được trở thành những thành viên chính thức thì sẽ đi qua những cái uh, uh, yêu cầu cần thiết nhưng mà nếu không thì mọi người vẫn có thể làm một, những cái cộng sự thôi um, và vẫn có sự hỗ trợ của quét và điều thứ hai đặc biệt là bà có nhắc đến um, um, ông um, một sư giáo sĩ ở Brazil ở Brazil thì um, ông tên là Ronaldo và ông là một trong những cái chuyên gia về dân tộc học cũng như là xây dựng hội thánh ông có một cái tấm lòng và cái mục vụ đặc biệt cho những cái người địa phương muốn xây dựng hội thánh trên chính cái đất nước của mình hơn là cho cái việc có công tác mà ra đi ở nước ngoài thì ông có một cái chương trình huấn luyện rất là bà tin rằng rất là hiệu quả và có thể là phù hợp với lại cái nhóm của mục sư thì nếu mục sư mong muốn thì bà sẽ kết nối để mục sư có thêm thông tin về khóa học này khóa huấn luyện này thank you so much hannah i don't know what you said but that seems amazing <laughs> to me that you could have amazing yeah that's right. yeah I, I i have to take notes yeah that that's is. the key. Yeah. thank you so oh, much wow. okay sure. any, other, any other pastors or missionaries want to ask any questions to um, suzanne vâng ạ à. còn câu hỏi nào nữa không ạ one, one, one in in the um, chat chat room so can you just check it out Hannah so that's written in Vietnamese no no yes. I uh, I will inform whether any uh, question coming in so in the chat box I will inform Hannah so because I don't want her to be distracted yeah sure uh, mm. listening dạ yeah, no vâng uh, so. xin mời um, một sự He really appreciate your sharing this morning, and um, he he has two questions to ask. Uh, the first one is that um, as you share that uh, we first have to put uh, put Christ as the center of everything that we do. Um, but uh, he himself uh, experienced a lot of time when he get himself into uh, too much business of the mission of the ministry that he also forget this point this important point so as um, as an experienced um, person can you share some um, some tips some ways to be yeah. uh, to get a person reminded again about putting Christ at the center first, not, um, not the work itself. Yeah. That's um, so important for every one of us. I'm, letting you, I'm giving you a chance to translate. <laughs> okay, okay, thank you. <laughs> and I appreciate your honesty and um, acknowledging that this happens. và tôi rất là uh, trân trọng việc mà uh, ông mục sư đã uh, thừa nhận cái điều này. One of the things that has been most helpful to me is looking at uh, Moses and his life with God. Và một trong những cái điều mà đã giúp đỡ tôi uh, rất là nhiều trong thời gian qua đó chính là uh, nhìn vào đời sống của Moses as a very busy leader as we all know um he had a habit và uh, với tư cách là một cái người lãnh đạo uh, cũng bận rộn như là chúng ta vậy thì ông có một cái uh, thói quen and this habit is found in chapter 33 of exodus và we're cái thói... not going to look at it but i'm just putting this in your mind um, reverend tan so that uh, if you have an opportunity you can look at it yourself yeah vâng, và uh, cái thói quen này là được nhắc đến trong uh, sách uh, xuất e Tô ký chương uh, 33 uh, chúng ta sẽ không có nói sâu vào vào điểm này nhưng mà tôi muốn nêu ra để cho một sư có thể uh, xem xem lại sau cái uh, sau sau buổi hội thảo này The verses are Exodus 33, verses 7 through 11. And I, I call this habit uh, the habit of entering the tent. You're familiar with this story, but so he had a habit in the midst of all of his busyness, he had the habit of. entering the tent to meet with god và uh, cái thói quen này tôi gọi là một thói quen uh, đó là bước vào trong lều tạm thì trong giữa cái sự bận rộn của ông thì ông vẫn hay luôn uh, bước vào lều tạm để mà có cái sự tương giao với Chúa and we know moses had many identities outside the tent as uh, as we all do, he was a leader, he was a father, he was a husband, um, he was a judge. all of these are the relationships he has and all the expectations that those relationships have on him and that keep him busy. yeah ông có rất là nhiều cái vai trò khác nhau như là người lãnh đạo, người cha, người chồng, người phán xử thì ông có rất nhiều cái mối quan hệ cũng như là những cái sự trông đợi dành cho ông thì ông cũng rất là bận rộn. But when Moses entered the tent, he had one relationship. Nhưng mà khi môi xe bước vào trong lều rồi thì ông chỉ có một mối quan hệ duy nhất thôi. Thank you. And that was a man and his God. Đó chính là giữa một con người và Đức Chúa Trời của ông. And inside the tent, verse 11, it says, The Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Và à uh, trong uh, câu 11 của uh, chương 33 thì có nói rằng là uh, trong cái mối tương giao này thì khi đó thì Đức Chúa Trời trò chuyện với với ông như là một người bạn. So the one practical thing um that helps me um because uh, there are many people to spend time with, there are meetings Our um, decisions to make. And um, to me, the most important thing is to always make sure every day that I have time to enter the tent and be just with God. And the key is that I don't uh, come to the Bible. Uh, always thinking, here's a truth I can teach someone else. Um, every time I come to God's word, I, um, I remember this is a conversation between God and me. It's not a book to study, it's not a ministry tool, it's a conversation. So when I come to God's word, more and more in my older years, <laughs> and I am in my older years, um, I come to his word for conversation. And that, that helps me so much, um, Reverend Tung, to never forget. Thank you. You know, Thank you very much. That, you know. bà nói rằng là một trong những cái điều thực tế để giúp giúp cho bà nhớ uh, đó là uh, giữa trong giữa những cái sự bận rộn thì bà luôn luôn đảm bảo rằng trong ngày mình có uh, một cái thời gian riêng tư với Chúa uh, và khi và khi đó thì là chỉ là một chỉ có mối quan hệ bà tập tập chú vào mối quan hệ giữa bà và Chúa và thậm chí khi bà đọc kinh thánh thì không phải là để tìm ra một cái điều gì đó để dạy dỗ người khác mà là bà xem như đó là cái cuộc trò chuyện của giữa chỉ riêng bà và Chúa mà thôi thì uh, cái cái điều đó khi mà giúp uh, giúp cho bà luôn giữ được cái uh, Sự tập chú vào, uh, chú là tâm. Just, just one other practical thing, Lewis and I over the years we you probably do this already, but um, we have the habit of taking a spiritual retreat at the beginning of every year. We we try sometimes to do this twice a year, but um, you know the schedule sometimes you can't, but. Uh, at the beginning of each year we take a spiritual retreat where we go somewhere for three days and we think you need at the, at the least three days um, uh, because it takes a day to um, i say detox from all the stress and then you need two days where you can actually meet with god and um, really have your conversation with God, personal, working on your life with Him. And then you need a day to get ready to go back to ministry. But that has been very important to us this practice every year um, to try to fit into our schedule and look ahead of the schedule and the calendar and plan it and not let anything um, take away from that time. That we're going to be with God. Yeah. Vâng và một điều nữa, uh, bà tin rằng là một số uh, quý vị ở đây cũng đã thực hành thì uh, bà nhấn mạnh đó là một cái chuyến uh, nghỉ dưỡng uh, thuộc linh mà bà và chồng mình đều gọi là uh, lên kế hoạch cho đầu năm đặc biệt là đầu năm bà thường dành cái thời gian đó khoảng 3 ngày để đi một cái nơi nào đó để có thể uh, dành ngày đầu tiên là để À, xả stress để uh, giải tỏa những cái điều gì uh, Của thế giới bên ngoài Để rồi cái ngày tiếp theo là chỉ dành trọn thời gian Tương giao riêng tư với Chúa Và ngày thứ ba thì là để sẵn sàng quay trở lại Với cái nguồn công việc của mình Thậm chí là bà đôi khi còn mong muốn là làm điều đó Hai lần trong một năm Nhưng mà có thể là tùy theo cái uh, cái lịch trình của năm đó thì Nhưng mà luôn luôn cái bí quyết là phải luôn luôn biệt riêng chính xác là biệt riêng cái thời gian này ra và không để cho những cái gì khác làm ảnh hưởng mà mất đi cái thời gian riêng tư với Chúa. Uh. Pasta, Pasta, really um uh, actually pastor have another question about the materials oh, okay. on uh, church planting but I think we can uh, communicate later and uh, right. now Và uh, bây Anna, giờ Dạ. Yeah. There's one question from Pastor Tom uh, in Australia. He writes a question about whether uh, back Vietnam can organize a seminar about chair planting with Ronaldo. So, oh. is that possible? possible. Yes. Yeah. Oh, so that would be wonderful. Many wonderful. People, many people are interested in chair planting. Yes. Good. So what do you think, uh, Susan? I think yes. That's yeah. all I'm going to say. Yes, it's possible. Ronaldo um, would like that uh, very much. Dạ sư thưa quý vị một sư Tần Thanh Tâm uh, có gửi câu hỏi để nói rằng hỏi là liệu rằng uh, tổ chức quét Việt Nam có thể tổ chức một hội thảo chuyên biệt về mở mang hội thánh với ông Ronaldo ở uh, tại Brazil đó một chuyên gia mở mở hội thánh mà cô bà Susan mới vừa nói hay không thì uh, bà nói rằng uh, À, điều đó là hoàn toàn là khả thi và nếu quý vị có nhu cầu thì chúng tôi sẽ cố gắng để đáp ứng nhu cầu đó. Dạ, yeah, tôi xin hết. Cảm dạ ơn, vâng. xin cảm ơn thầy Nhật. À, dạ. và bây giờ xin mời uh, mục sư Philip tăng ạ. À. À, cảm ơn chúa, xin uh, kính chào các tôi tới của chúa. À, cảm ơn chúa thật nhiều uh, uh, qua. Uh, thầy uh, phạm hồng nhật mà tôi biết được chương trình này đây là chương trình rất là tốt cho chúng tôi <laughs> yeah he would like to thank uh, uh, nhật for introducing this uh, seminar for him and uh, he, this is a very uh, good seminar to him tôi uh, là mục sư uh, tặng đang hầu uh, chúa tại quảng ninh miền bắc việt nam tôi đang uh, điều hành một cái phong trào uh, uh, giáo sĩ quốc nội Uh, he is uh, he he is pastor Tang. He is um, ministering in Quảng Ninh uh, in the north of Vietnam, and he is um, ministering uh, um, a work of uh, domestic missionary. Chúng uh, mm. tôi uh, kêu gọi cái sự liên kết giữa các hội thánh uh, phi giáo phái. Hiện nay thì có uh, hơn 200 hội thánh thuộc các giáo phái khác nhau đang liên kết với chúng tôi. Um, he is working with um inter uh de... sorry another gonna... de... uh, de... interdenomination yeah interdenomination thank you sorry. yeah phái, phái yeah yeah get yeah. back yeah uh he is, um working with interdenomination um from over two hundred churches and denomination. Yes. Chúng tôi thì với tôi. And uh, he would like to share with uh, all of the pastor and leader here that if you have any um, uh, person want to serve uh, any place within Vietnam that have no church yet, then they can connect with uh, Pastor Tang. Điều thứ hai là tôi muốn hỏi bà là tổ chức của bà có có thể là hợp tác với tôi bằng những cách yeah. như thế nào để cho cái chương trình này được tốt hơn. And uh, he want to ask uh, uh, Susan that uh, is there any way that uh, WAG organization can collaborate with his team to uh, make his make this ministry more uh, effective and fruitful. Amen. Thank you. Um, well, bless you for that important work. What, what I love here is hearing uh, the wonderful work of churches reaching out to your own people. And um, that um, we know is challenging. You're in a very challenging area. Um, I would say again, uh, what has already been said that we would love to offer. Uh, the expertise and training of Ronaldo, our specialist in church planting à, Vâng bà rất là cảm thấy rất là vui mừng và um, được Phước và chú ban Phước cho cái mục vụ của mục sư ạ à. thì uh, bởi vì có những con người uh, trong chính đất nước của mình và muốn uh, um, muốn uh, làm ơn cho chính đất nước của mình thì một lần nữa bà Uh, uh, nhắc lại về việc là bà rất là sẵn lòng để kết nối với lại mục sư Ronaldo để mà có những cái khóa huấn luyện về uh, mở hội thánh, yeah. Offering resources that we have and uh, also the resource of again um, Ronaldo. Oh. Và uh, rất là sẵn, uh, quét cũng rất là sẵn lòng để chia sẻ thêm những cái uh, nguồn gọi là nguồn nguồn nhân lực hay nguồn nguồn uh, tài liệu khác, nguồn tài nguyên khác mà tổ chức có để có thể hỗ trợ cho một sư ạ. Bên cạnh là của của một sư Ronaldo Yeah. You know, I want to say this sincerely. We probably can learn a lot from you as well, from your experience. Yeah. Vâng, bà rất là chân thành nói điều này uh, bởi vì bà tin rằng là có nhiều điều mà um, tổ chức Bác cũng có thể học được từ chính uh, mục sư và đội nhóm của mình vâng vâng có thể là sau uh, buổi hội thảo này thì uh, thầy nhật sẽ liên kết uh, và trò chuyện thêm nhiều với mục sư ạ, à, để uh, có thể trao đổi thêm về cái mối liên kết sau này à dạ yeah, kính thưa mục sư tặng và quý đại đức của chúa chúng tôi cũng uh, uh, đây thật, thú thật là đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức cái hội thảo truyền giáo online như thế này những năm trước thì chúng tôi tổ chức trực tiếp à, đây là lần đầu tiên tổ chức trực tuyến cho à, nên là à, chúng tôi à, xin à, ghi nhận tất cả những cái đề nghị của quý vị và tôi muốn nói thay cho đội của mình là quét việt nam à, có mặt ở việt nam là để phục vụ hội thánh của chúa thành ra là những gì mà có thể làm được để đáp ứng nhu cầu của công việc chúa thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình nếu quý vị có nhu cầu nào mà chia sẻ mà chúng tôi thấy rằng đó là cái mối quan tâm chung và có thể đáp ứng được cho nhu cầu của công việc chúa thì chúng tôi sẽ sẵn sàng để làm điều đó xin cảm ơn mục sư và Quý Đại tới chúa yes. um. vâng uh, có nhiều wow. cảm ơn quý đề tới chú với nhiều cái lời ca uh, uh, là cảm cảm ơn trước cái phần chia sẻ của bà uh, có thêm một cái phần chia sẻ của biết cô Hà Lăng Thảo Sa nói về việc uh, mong muốn sẽ có một nhóm được huấn luyện để ra đi để cho uh, chứng đạo trong nhóm cộng đồng của người Hà Lăng Vâng, xin ghi nhận để rồi có thể giúp đỡ. Nhân tiện đây thì cho phép tôi cũng được chia sẻ với quý vị hai cái chương trình mà chúng tôi đã và đang làm cũng sẽ làm ở tại Việt Nam đó là chúng tôi có hai khóa học, khóa học thứ khóa học thứ nhất là gọi là Mission English Training Course tức là khóa huấn luyện về tiếng Anh và truyền giáo dành cho những người mà khả năng tiếng Anh còn thấp thì có thể là tham dự khóa học này nếu đến một cái khóa học tiếp theo sau 3 tháng tiếng à, à, dự khóa học này thì nếu những anh em mà có tâm tình và thực sự muốn ra đi truyền giáo đó thì có thể à, trải qua một khóa học và 3 tháng nữa gọi là cross cultural training course là huấn luyện về xuyên văn hóa à, thì à, à, tháng 2 tới thì chúng tôi sẽ tổ chức cái khóa à, à, gọi là huấn luyện về truyền giáo. Khóa này thì một sư phước có 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 học ở tại Thái Lan nhưng mà lần này thì chúng tôi sẽ làm ở thành phố Hồ Chí Minh cho nên chúng tôi cũng giới hạn số lượng à, ít lại bởi vì cái điều kiện hiện tại chưa cho phép để làm nhiều. cho nên nếu quý vị có nhu cầu thì có thể có biết có có ứng viên nào có thể phù hợp thì có thể giới thiệu cho chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng để à, tiếp đón. À. Xin cảm ơn. Uh, can you just translate what, what you said a little bit to for the speaker? Yes, I just informed them that the WAC Vietnam. Existed in Vietnam is to serve the body of Christ in Vietnam. So whatever we can do, whatever the need that we can um, um met uh, can meet, we uh, we will be willing to do that with our uh, with our best. So this is the first time ever we organize a webinar uh, for the church leaders in Vietnam. So uh, we hope that uh, uh, if we there is any need that we can uh, uh, provide. Uh, we will be uh, organizing others, uh, you know, webinar in the future as well. And I just briefly introduce about two programs that we are running here. One is METC Mission English Training Course, uh, and another one is Cross Cultural uh, Training Course uh, for those who want to to be uh, 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 in mission work. So, uh, just uh, what I share with them. Thank you very much. So um, because of time limit, so we might be able to have one more question. Dạ, yeah. uh, vì thời gian có hạn nên sẽ uh, dành thời gian cho một câu hỏi nữa. Um, cho tôi uh, xin, dạ, uh, yeah. um, trước đó thì uh, rất là cảm ơn uh, tổ chức web đã tổ à, chức cái hội thảo truyền giáo này à, thực sự cái bài học sáng nay rất là ý nghĩa rất là quý giá à, cho công việc truyền giáo một à, trong những cái điều mà tôi rất là nặng lòng cả nhân tôi không biết vì vị vì vị như thế nào nhưng mà cá nhân tôi rất là nặng lòng cho người Việt Nam à, tôi rất là ấn tượng những cái cái huấn luyện truyền giáo cho người nước ngoài đi ra nhưng mà tôi thì tôi hiện tại bởi vì nhìn thấy bên tả bên hữu phía trước phía sau đó còn quá nhiều người chưa chưa biết Chúa Ít tỷ lệ của người được tu Việt Nam quá nhỏ à, cho nên um, tôi bày tỏ cái 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 gánh nặng của tôi nặng lòng của tôi làm sao có thể um, ở đây là tổ chức uh, web và uh, yeah, mình uh, uh, tập trung hơn là chuyên sâu hơn uh, trong việc uh, chia sẻ những hình này của uh, vị giáo sĩ mà, mà Madonna hay là gì gì Uh, uh, Ronaldo. Uh, uh, Ronaldo. Yeah. Uh, yes. uh, Pastor, he knew by. Yes. Pastor, he wants to express uh, his appreciation for your sh sharing uh, this morning and uh, because he has a, a heart, a very um, heavy heart for uh, Vietnamese. Uh, and he's uh, thank you for your sharing about uh, um, Pastor Ronaldo, about uh, the training for mm. like the local people to reach out for their own country. Mm. Yes, he just want to express his appreciation. Yes, and share out about his heart for uh, Vietnamese. And thank you, Wek, for also um, focusing in Vietnam <coughs> at this moment. Let me just say, I appreciate so much your sharing that. I feel that this is something that God is is wanting to happen because so many have expressed a, um, an interest in this. Um, what I will do uh, with Lewis is, um, I mean, Ronaldo is on our international leadership team, uh, so um, he is um, truly international in his training. In this, we um, will let Ronaldo know of Vietnam's interest, and then work with WEC uh, Vietnam, uh, to, with the IMM group there, as to how uh, you know something can happen on both ends. Another webinar, when uh, understanding that it may take a while for this to happen, but we will let Ronaldo know already that you are interested. Um, In something like this so. yeah. Vâng uh, bà chia sẻ rằng là bà tin rằng đây uh, là một cái điều mà uh, Đức Chúa Trời đang muốn uh, hành động ở đất nước Việt Nam bởi vì đã có rất là nhiều cái sự uh, chia sẻ của quý vị về việc những uh, cái, cái 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 mong muốn để kết nối với uh, ông Ronaldo thì bà nói rằng là ông Ronaldo cũng là một thành viên trong cái ban lãnh đạo quốc tế và chắc chắn rằng là sau cái hội kỳ hội thảo này thì sẽ có thêm nhiều cái cuộc trao đổi để cho uh, có những cái uh, những cái sự kiện khác được diễn ra về sau uh, nhưng bà khẳng định là chắc chắn là sau cái buổi ngày hôm nay thì bà sẽ uh, nói chuyện với ông Ronaldo để có thể xúc tiến những cái sự hỗ trợ tiếp theo từ Quét ạ Yeah, thank you so much. À, tôi xin khích lệ quý vị là nên gửi người đi học cái cái trường MBTC sắp tới nó là một cái sự thay đổi rất là lớn đối với đối với tôi và nó làm cho tôi có một cái quyết định rất là mạnh mẽ khi mà học cái đó là mình học về một cái sự là lời Chúa rồi học tiếng Anh, rồi học tỉnh nguyện, rồi học về xuyên văn hóa với là nó tạo cho mình một cái sức mạnh từ nơi lời của Chúa thật sự để mình đi truyền giáo đó nên tôi xin kết lại với con cái Chúa nên liên lạc để học cái lớp đó dạ, dạ thưa, dạ thưa một Sư, cho em hỏi một câu hỏi là cái khóa học đó là mình học online hay là mình học trực tiếp thưa một Sư? hàng trả lời hàng thưa mục sư thành là tụi em à, cái vì cái này là huấn luyện về truyền giáo và xuyên văn hóa cho nên là cái này là à, đòi hỏi phải tập trung phải tập trung để mình có những cái trải nghiệm về văn hóa với nhau khác biệt văn hóa với nhau nữa à, ừ. cho nên là không cái này rất tiếc là vì không thể không thể là là là, là, là tập online được mục sư ạ dạ yeah. yeah. yeah, thì tôi cũng hỏi như vậy thì À, nhân tiện đây thì tôi có muốn à, hỏi bà mục sư à, Susan được một câu hỏi như thế này là theo như cái à, truyền thống của người Việt Nam mình ấy, thì à, vẫn nói là chúng ta phải tìm những cái người hư mất là người Việt Nam à, trong khi đó à, xung quanh còn rất là nhiều người à, cần đến mình nhưng mà theo tôi được biết đấy, thì à, có một người đã nói rằng là phải à, Uh, đi ra để tìm uh, kiếm những cái người mà truyền giáo cho những người uh, ở khắp mọi nơi có thể là làm giáo sĩ ở hải ngoại đấy thì uh, cái suy nghĩ như vậy thì uh, đối với đa số người Việt Nam như vậy thì có là đúng không ạ? Uh, yes, he would like to have a questions that uh, uh, in as in our custom we Vietnamese we focus more for Vietnamese. Uh, but also there's um, another mindset that we should also reach out for other people group in, in over the world so uh, what do you think about this thinking of uh, focusing in, um, in, in vietnamese only or, or over, all over the world yeah that's a good question i'll say yeah. um, one thing first jesus often talked about the other people, several times in the Gospels, Jesus says, "I have other towns to go to. There are other sheep that need to come into the fold." So we know Jesus has on his heart the others. That's what uh, missions is all about—the others. At the same time, you know you know this well when Jesus. Um, left uh left us for the the moment to go to heaven you know he said you'll be my witnesses but he said in your own town and in your own area in your own neighborhood in your own country and to the ends of the earth so in uh jesus in his eyes is all important he wants us to go uh, to the unreached peoples in our own countries, at the same time, I believe he wants us to also have on our heart that there are other people who may not have the chance to hear. in uh, on Weck's heart is uh, the large number of people who will never be able to hear the truth of Christ and know his grace unless someone, Still, unless someone goes to them, yes, we have. Sorry, Hannah, Can you <laughs> say that. <laughs> yes, uh, vâng, bà nói rằng là um, nếu mà chúng ta xem xét trong kinh thánh thì rất là nhiều chỗ, nhiều nơi và đặc biệt là Chúa Giêsu nói về uh, uh, những cái uh, ngài còn những cái thành khác, uh, những con cừu khác cần phải cứu. Uh, nhưng mà đồng thời thì trước khi ngài thăng thiên thì ngài cũng À, nhắc đến một điều là chúng ta cần phải là chứng nhân của ngài ngay ngay tại trong thành làng của mình thành của mình đất nước của mình thì chính vì vậy đối với chúa Đức Chúa trời thì tất cả đều quan trọng như nhau. vâng à, và cái quan trọng là chúng ta có tấm lòng dành cho những người à, hư mất và đặc biệt là những cái dân tộc chưa được chạm tới dạ, đó cũng là một trong những cái điều mà à, tổ chức quét quan tâm vâng. những dân tộc chưa được chạm đến ơn Chúa và ơn bà đã chia sẻ trong buổi sáng hôm nay tôi rất là thích thú ơn Chúa Yes Susan you want to say something I just wanted to, um, to add um, that it's, it's very important to, to affirm it's very important missions is also the other people in your own country but I do think Jesus wants to have um, on our hearts his heart for the whole world. And um, at the very least, a church can begin by praying for the unreached in another place. Even if you're not able to or don't have people to go, um, I think God. His heart is for the whole broken world that he created. So, as a church, you can even while you're committed to your own area or your own country, adopt and unreached people somewhere else and learn about them and pray for them. So yeah ba muốn chia sẻ nữa đó là um... Tức là trái tim tấm lòng của đức chúa trời thì dành cho cả thế giới thì chính vì vậy nên là cho dù là hội thánh của quý vị đã kết ước là sẽ chăm lo cho cái khu vực của mình cho những cộng đồng của mình nhưng mà hội thánh cũng có thể làm một việc để chạm đến những cái dân tộc ở những vùng đất khác bằng qua sự cầu nguyện À, bên cạnh cái công tác mà mình thực sự đi ra cho những người trong cái khu vực của mình mà mình đã kết ước thì mình cũng có thể là hãy thu nhận một một hoặc một vài nhóm dân ở những cái vùng đất khác, những đất nước khác và cầu nguyện cho họ. Vâng ạ. Cái sự cầu nguyện cũng là một trong những cái hành động mà mình uh, chạm đến những cái dân tộc ở nơi đó. Mặc dù là mình đã có cái sự kết ước cho một cái khu vực nào khác rồi, đặc biệt là khu vực của chính uh, dân tộc mình rồi. Yes. Bà còn thì giờ để mình hỏi thêm một câu ngắn nữa được không con? Dạ, chắc được ạ. À. One minute. Dạ, mình cứ hỏi đi ạ, dạ một, vâng à. À. Yeah, một yeah. câu cuối cùng. Yeah. Susan, uh, Susan, this is uh, David Nguyen. Uh I have a quick question for you. What does a uh, web acronym stand for? <laughs> That's a very yeah, good từ good từ question cái viết tắt của web là gì? Uh, ờ. <laughs> Okay. Before I tell you what it really stands for, we have a, a great acronym because it can stand for a lot of things. So Hannah, I'll let you mm -hmm. say that. Yes. Bà nói rằng là uh, tôi sẽ chia sẻ cho một số biết viết là viết tắt của gì. Trước hết thì cái từ này có thể được. Uh, đây là một cái từ viết tắt cho rất là nhiều điều có ý nghĩa thì uh, vâng em xin được uh, chia sẻ là web là viết tắt của chữ worldwide yeah. Evangelization station for christ là <coughs> việc World truyền Wild. giáo nhà yeah, truyền giáo thế giới cho cứu chúa cứu thế ạ uh. à. vâng dạ yeah, xin but, lỗi mục sư số... one sorry. minute One minute. Yeah. Okay, but but let me tell you that this only works if you know English. W E C. we say it stands for where everyone is crazy <laughs> well so if you God. know english because we are crazy for god's glory in the nations crazy mm -hmm. enough to take risk crazy enough to go into a, a very lost and broken world to, to seek to bring the truth and grace of christ yeah we yeah. everyone for christ we everyone for Christ, but it yeah. is as Hannah said, worldwide evangelization wow. for Christ, yeah, yeah. Well, yeah, uh, yes, in fact, oh, go ahead. Sorry, so well, just one final thing because we work in many countries where we cannot be there, known as missionaries, this is why we only use the acronym, yeah. Vâng và bổ sung là bởi vì có nhiều đất nước mà khó khăn và nguy hiểm cho nhiều giáo sĩ nên là phần lớn chúng tôi dùng những cái từ viết tắt để gọi tổ chức của chúng tôi là như vậy. Vâng xin lỗi một sư Phước ạ. À. Ừ. Dạ dạ. Bây giờ là bên Việt Nam chúng tôi đó là có huấn luyện rất là chính quy là Kairos nè. Đó để để tạo cho con người tấm lòng nóng cháy này, huấn luyện về SEE nè, biết cách để làm chứng về Chúa nè. Rồi hội thánh địa phương á, thì cũng có những tôi tớ của Chúa sẵn lòng để mà trang bị thêm những người đó. Bây giờ web có cái cách nào để mà đưa ra một cái bài toán thực tế trên cái nền văn hóa của Việt Nam. Rồi cái mảnh đất nào, ví dụ như một sư tâm nè. Đó, ví dụ một số nơi đó người ta muốn gửi người đi đó. Thì bây giờ web có cái chìa khóa nào để mà giúp đỡ cho chúng tôi có thể đưa những người đó vào trong một cái vấn đề đi truyền giáo. Xin hết. Wow, câu hỏi một phút của một sư thì <laughs> Nói no, chắc chắc dành rất là nhiều thời giờ để trả lời ạ. Vâng, rồi, con thôi, xin phép thôi. được. Dạ nhưng thôi, mà con cũng đi. sẽ xin phép được uh, truyền đạt lại ạ. Uh, rồi, uh, rồi, right. rồi rồi. Dạ. Yeah. Ok. Team Nick tham được. Yes, yeah, see our pastor missionary in uh, Laos. He has a big question for us. That <laughs> now actually in Vietnam we already have um good training like Kairos Uh, to raise up uh, people hearts for god and also xec uh, is one of the um, uh, tool to um, share the gospel uh, personal share, sharing to others people and uh, ready people to go out but uh, if we can help to set up a practical model for these ready people to right now go out to the field <laughs> Yes, so we asked if WEG has uh, uh, some thought or, or answer for this practical model. Practical strategy, practical model for yes. going. Yeah, going. Wow. Am I supposed to answer that question? Mm -hmm. Well, <laughs> um, we agree that this is a big question so maybe um, we can have discussion after this you, but you can say something if you want well we do i mean uh, I, i'm not sure i fully understand but we obviously do have our models for training and sending that's um, throughout the whole of uh, our organization but each Country that has a training for sending is uh, the best thing to do is to look to the um, closest country and see what they do and ask if you can be a part of that or they can help. Do you understand what I'm saying? I mean, our, our practical model is our training, you know, our mobilization, our recruitment, our training. and our member care all of that is um is well established in wec as an organization um, so uh, yeah dạ có muốn to say answer a bà nói rằng uh, vì mình không có nhiều thời gian cho nên tôi muốn nói nhanh một tí bà nói rằng thực ra thì wec là một tổ chức quốc tế và có lịch sử hơn 100 năm cho nên đã có cả một cái hệ thống, một cái mô đồ cho việc uh, uh, huấn luyện, sai phái và member care là chăm sóc các giáo sĩ ở trên các cánh đồng. Nhưng ừ. mà ở tại mỗi đất nước khác nhau thì uh, uh, nó nó là những cái bối cảnh khác nhau. Cho nên cái cách tốt nhất là ở tại mỗi nước đó thì hãy nhìn vào cái đất nước lân cận của mình nhất, uh, gần mình nhất để xem thử là họ có thể hỗ trợ được cái gì cho 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 cái công tác của mình. Thì uh, uh, đó là ý mà bà Susan muốn chia sẻ. Dạ. Yeah. Yeah. chúng ta đây tôi đồng ý là đây là một câu hỏi cũng khá là lớn đối với uh, tất cả chúng ta chúng tôi là những thành viên của web cho nên là uh, chúng tôi sẽ suy nghĩ nhiều về điều này và yeah, và sẽ uh, cùng với quý vị để tìm ra cái cách nào đó tốt nhất giữ lửa Kairos giữ lửa y dạ dạ OK Buster Jeff uh, this is your time xin lỗi quý mục sư là vì mình cũng đã bị trễ giờ cho nên có lẽ okay. chúng ta phải uh, tạm dừng cái phần hỏi đáp lại đây rất là mong quý vị thứ lỗi cho vì không đủ thời gian cho tất cả mọi người nếu quý vị có những câu hỏi nào có thể gửi vào trong cái phần chat này hoặc là trong cái group zalo chúng tôi sẽ cố gắng để nhờ diễn giả trả lời cho quý vị xin mời một sư Jeff Jeff this is your time yeah okay thank you very much so I'll give you just short announcement for uh, next week's uh, session so um... Uh, we, we've got two sessions uh, ready. So um Yu and the mobilization director of IMM i uh, will be speaking on next Friday. And Dieter Kohl, uh, the former international director of International, will be speaking from Germany uh, at two o'clock like in the morning. He'll be speaking to you on that day. So be ready, um, just join us uh same time from 8.30 in the morning friday and saturday and we really do appreciate what susan um, share with us your marvelous um, teachings and messages all this stuff and we also thank you hannah for your great translation thank you very much translate for us well done hannah thank you um, uh, yeah. Jeff uh, chúng tôi sẽ tiếp tục có thêm hai buổi hội thảo nữa là vào sáng thứ sáu và sáng thứ bảy cũng giống như là tuần này với hai vị diễn giả tiếp theo là à, là ông cúc yeah, và cúc uh, và Dieter uh, và điều đặc biệt của mục sư Dieter là ông đang ở Đức và ông sẽ uh, chia sẻ với chúng ta vào hai giờ ba sáng của ông nên là rất là hy vọng là quý vị cũng sẽ có mặt đông đủ để khích lệ cho cái tấm lòng của ông chia sẻ với chúng ta. Vâng, à, về những cái chi tiết về uh, uh, ban tổ chức chúng tôi sẽ nhắc lại cho quý vị uh, khi gần đến ngày hội thảo về đường link cũng như là cái thời giờ. Nhưng thực tế là sẽ cũng cũng giống như uh, tuần này ạ. À. Vâng, rất mong được gặp lại quý vị vào trong tuần sau. Oh, one more thing. So, um, can you take group photo? So. <laughs> can you turn your all like, um the camera on that will take great um, group photo vâng uh, và thì giờ này xin phép được có một tấm hình uh, chung với hết thảy uh, quý vị tham dự vào buổi hội thảo sáng nay xin uh, mời mọi người nếu có thể thì hãy bật camera của mình lên ạ à, để uh, chúng ta có một cái uh, bức hình chung alright show your face smile everyone here you go uh, Okay, one, two, three. Just a minute, just a minute, one more time. Okay, so we have one, two, three. Thank you very much. Yeah. I just want to yep. say thank you for inviting me, Jeff and um, <coughs> WEC uh, IMM in <coughs> Vietnam. It's been a real, a real joy. Yeah.